đừng đừng cười đừng để mình nặn cái nha bạn. Đau ơi. Gặp gặp chứ o cái chạy luôn nha bạn. Ngắn lắm à, ngắn lắm vào rồi. Nghèo. Ông già. Ông già ơi. Ông già. Ông già hôm nay thì ngày mai chắc bạn. Nếu biết trước có hôm nay đây nè. Nani? Xin chào tất cả các bạn nha. Hello bạn nha. Hôm nay lâu quá anh em mình chưa có làm một cái clip là đói khổ. Tại gia dạ. Mày giống mình đói khổ cái hình luôn á. Tại gia dạ mày. Nói chung lâu quá là anh em mình chưa có làm clip là giàu với nghèo nha bạn. Thì có nhiều bạn trên kênh là comment yêu cầu anh em mình sẽ làm một cái clip giàu nghèo. Thì hôm nay anh em mình sẽ làm một cái clip giàu nghèo để gửi tặng tới tất cả các bạn nha. Thì cũng như thường lệ thì có giàu và có nghèo bạn. Thì có nghèo rồi mới có giàu. Thì nói chung hôm nay anh em mình sẽ thực hiện clip đó. Thì ai bắt vô thăm giàu sẽ được 1 triệu, còn ai mà bắt vô thăm nghèo thì sẽ được 100k nha bạn. Ai bắt vô giàu là sẽ được nghèo, vô nghèo là sẽ được giàu. Giàu giúp chi không? Giàu chơi chơi rồi giàu là vô nghèo là vô giàu, giàu là vô giàu vậy nha. Rồi theo yêu cầu của con Lẹ là nói là ai bắt vô giàu sẽ được nghèo mà ai bắt vô nghèo sẽ được giàu các bạn. Lớn mình đâu có sợ đâu. Từ trước giờ bắt vô ông thăm nghèo không mình sợ gì. Nói chung vậy đây chuyện còn lại nha. Ông quên hả? Hả? Năm nay là ông đổi giận của ông đó. Cái giận đổi thì tao cần biết. Vậy nha. Con nào bữa nay tôi với ông giàu nữa. Hết xuống không? Tao cần biết. Rồi. Tao nói chung vậy đi. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đổi mới với bạn theo lời của cô Lẹ là ai bắt vô nghèo thì sẽ được giàu mà ai bắt vô thăm giàu thì sẽ là nghèo nha. Thôi chậm đi. Để đi. Đó, đây là trước mặt anh em mình có bốn đứa thăm. Anh em mình đã ghi giàu nghèo. Anh em mình ship lại gọn gàng cho nha. Bây giờ lắc đi. Đó, bây giờ anh em mình sẽ bỏ vô chất ca nè. Rồi. Nè, đặt gì nè. Đặt gì nè. Đặt người đi đây nha. Lại nè. Rồi, bây giờ bố anh em mình sẽ Ủa quế nha các bạn. Ủa gì bóc luôn, mở cái bóc lại đi. Giờ cái giờ hình nghèo nghèo hình giàu mà đâu có gì nữa đâu quế đâu. Giờ mình bắt luôn hình xu nha. Giờ này gỡ nè. Giờ là nghèo là giàu nha. Trời bắt, chứ bắt đi. Rồi chưa đi. Nhường đó. Tôi. Rồi mày để luôn. Ông Lẹ giàu các bạn. Uống nè, ba hay ba muốn chọn thăm nào chọn. Ok. Cái gì trời? Giàu đi nha. Giàu đi nha. Ba giàu thiệt á. Ba giàu bắn máy bay. Không. Thằng cu đang là nó giàu là anh nghèo các bạn. Rõ ràng nha. Còn mình với mày bên nha. Mình bắt cái này. Có chuyện nào tôi với ông bọn không? Nghèo là giàu, giàu là nghèo. Cái đậu canh nãy mà mình không chơi theo cái cu Lẹ giờ là mình nghèo nữa rồi, được rồi không bạn. Đây hôm nay là mình được dạy bạn. Cái gì? Mình nghèo. Sao? Hả? Tôi không đổi giận rồi. Mình nghèo nhưng mà thật sự là mình không nghèo đâu. Mình giàu nha bạn. Ây trời ơi. Dạ. Không lẽ giờ mình ôm không về. Cái clip bữa nay chấm dứt tại đây nha bạn. Anh em mình sẽ nè. Hồn đi. Hồn cái gì đâu nha. Không đi đi. Tôi kết thúc clip à? Thật mình là cảm ơn anh Lẹ rất nhiều. Vì anh Lẹ anh đã có một cái ý nghĩ đi gồ mà hôm nay mình được vô dài dài các bạn. Cái đậu xanh với thường là mình nghèo nữa thôi. Thì da quen bắt cái giờ hết anh nghèo. Hai nghèo. Thật sự là lâu lắm rồi mình không có làm clip giàu nghèo các bạn. Mà hôm nay anh em mình làm lại mà mình hên quá. Mình nhờ đổi giận mà được nghèo. Cái chữ nghèo này không phải là nghèo đâu các bạn. Nghèo giàu đó. Giàu đó. Thôi bây giờ giàu sẽ được 1 triệu nha, nghèo sẽ được 100k. Bây giờ anh em mình sẽ đi mua những dụng cụ đồ đạc để anh em mình làm cái thử thách giàu nghèo và cho tới sáng ngày mai nha bạn. Thôi bây giờ mời tất cả bạn cùng đón ra theo dõi clip này. Sau một vài phút nữa anh em mình sẽ đi mua đồ để anh em mình sẽ quay lại ngay nha. Các bạn ơi, thì anh em mình nãy giờ đã đi chợ xong các bạn. Bây giờ anh em đã tới cái chỗ để anh em mình thử thách giàu nghèo nha. Đây là một khu vườn quan nha bạn. Đó. Vườn hoang. Vườn hoang là đẹp nhất không tiếng. Ông Bụt. Dịp trai. Ông Bụt cho vậy con gì? Đi ông Bụt. Mày giống thằng xíu. Con bóp ông Bụt. Cái vườn sao. Không vậy.
không bột. Năm nay là cái thời tôi với ông tới vậy rồi. Không có, hồi nãy không có giao theo kiểu không kia. Không giao là tới số hả? Thời tới nữa rồi. Không có, nếu mà tại vì nếu mà không giao gì đúng không? Tôi không bắt vô ha cái dạo luôn. Hai nghèo. Hai cái dạo. Mà mới bắt nãy hai nghèo định mở nãy hai nghèo à. Mà tại vì sao? Cái đó là trời xuống khiến hay mà hên. Hay mà hên. Ok, bây giờ anh em mình sẽ bung liều lên cái gọi anh em mình sẽ giới thiệu tất cả các bạn là những thứ vật dụng anh em mình đem theo là những gì nha. Thì lúc nào cũng vậy cho các bạn là bên nhà giàu sẽ được tặng phẩm một cái liều nha. Đó. Mình tôi có được cái dao. Đó, bây giờ anh em mình sẽ bung liều ở trước đây. Rồi anh em mình sẽ giới thiệu. Nói chung là nhiều đồ lắm. Để anh em mình sắp xếp nào qua anh em mới giới thiệu nổi. Thôi ông làm gì không nhiều bằng tôi. Ta một bột một đống luôn. Còn nhà nghèo đúng không? 100 cái còn giữa anh xe đù dạ. Có 24 giờ à. 2 mấy hao mà 100 cái mà chưa chịu nó sẽ thèm á. Mấy hao mới chịu. Ông biết tôi ai không? Hả? Cướp gừng xanh đây. Nói chung thì anh em mình là bên nhà giàu sẽ tặng phẩm một cái liều. Bên nhà nghèo sẽ tặng phẩm được một cái dao mà. Để có thể chặt đâu. Cây rồi là làm liều hay làm nhà rồi. Chứ không có thì làm bằng gì bạn. Đúng không? Nói chung là phải có cái dao nha. Thôi bây giờ các bạn đợi anh em mình trong giây lát nha. Anh em mình sẽ dựng cái liều lên cái. Rồi anh em mình sẽ giới thiệu tất cả các bạn những cái món gia dụng anh em mình mua heo đem heo là những gì nha. Giờ tới bên nhà mình chặt cây làm nhà trước nha bạn. Bánh dần liều bánh này. Ây da. Chặt mấy cây này là mình làm một cái căn nhà biệt thự luôn chứ, nghèo nghèo có biệt thự chứ trời. Số hồn dí lên mây chứ trời. Nghèo và nghèo. Không biết cái giống gì nói đâu. Mà không sao bạn. Nghèo mà ông lẽ ai đâu mà nghèo hoài. Mà thấy nghèo 20 lần rồi đó. Bởi vì nghèo yếu xịu quá. Không biết nghèo năm trước cũng nghèo, năm nay cũng nghèo. Mày số mày đen dưới đen. À các bạn ơi, thì nãy giờ anh em mình đã bung được cái liều rồi các bạn. Anh em mình sẽ lựa chỗ này để anh em mình sẽ trú ẩn từ giấc này cho tới sáng ngày mai nha. Thì bây giờ anh em mình sẽ giới thiệu tới tất cả các bạn là những nhu yếu phẩm của anh em mình mua. 1 triệu anh em mình có thể mua được những gì. Dạ nha, đây anh em mình sẽ giới thiệu cho các bạn nha. Thì đồ của anh em mình nói chung là nó không có ít mà nó cũng không có nhiều nha bạn. Rắc này vừa phải. Không có miếng vừa phải nữa hả? Đây bây giờ anh em mình sẽ giới thiệu các bạn nha. Trước tiên là 2 nhịp cầu của cầu Cao Lãnh nha. Đây. Đây. 4 ổ bánh mì ngọt để mình ăn lấy thảo. Đó. 4 ổ bánh mì nha bạn. Nè, bỏ qua đây. Ừ. Đây nữa. Bánh mì nha. Đó. Còn nữa rất là nhiều. Lần này là có nho nha bạn. Đó, nói chung là đồ này hoàn toàn anh em mình mua trên siêu thị không nha. Đó, nho đen. Rồi nói chung thù rất là nhiều. Để mình giới thiệu từ từ nha bạn. Không có miếng đậu quỷ nè, á đậu quỷ nè. Đó, nước ngọt nha bạn. Nước ngọt rất là nhiều luôn nè. Đó. Nước ngọt nha. Trời ơi, trời. Bia. Mì gói nha bạn, có mì gói luôn. Rồi. Còn nhiều thứ lắm. Đây, xúc xích có 4 cây siêu to cũng lộ luôn. Vô luôn. Cái này gì vậy trời? Bánh ăn tráng miệng. Bánh đậu xanh có luôn nha bạn. Trời ơi, trời gì đó xịt á. Nước mắm mà tương ớt có luôn nha. Rồi sữa có luôn nha. Đây, sữa đây nè. Chưa, từ từ. Cà phê sữa nè để uống buổi sáng có luôn nha bạn. Mình thì lúc nào mình cái tánh mình thì thích là văn giả nha bạn. Có khoai lang luôn nè. Không có. Hả? Khoai ăn sen, sen nè, khoai. Khoai lang có khoai lang nè. Gì ông thần? Cướp đâu đây ông nội em. Tôi là cướp đây. Mày giống ăn cướp vậy? Tao có gì đâu cướp. Cướp. Nghèo cũng chết luôn, cướp thèm á. Bây giờ đưa không? Em nghèo lắm, em có gì đâu mà cướp. Cướp. Em có mua 1 triệu bạc này có gì đâu cướp. Trời ơi, cướp 100 ngàn anh kìa. Dạ hả? Ừ, không cướp, cướp ta tao nghèo cũng chết luôn mà cướp ta đâu vậy? 100 ngàn cho tao cướp thôi. Ừ. Đây, có sâu luôn nha. Có gỏi gà luôn. Đó. Nói chung là mình mua bữa nay là hơi bị là khá đậm luôn á. Đây. Giò thủ là chả lụi các bạn. Có luôn nè. Còn nữa. Cứ ấm luôn, còn đây bịch thứ già lửa nè. Không biết cái gì bên đây mà giữ thằng à gì ta. Nè, có lẩu hải sản luôn nè. Đó, đây là nguyên cái bịch lẩu hải sản các bạn. Đó, có luôn. No bự hơn cái mặt ông luôn kìa. Bự hơn luôn. Có chai nước khổng lồ xanh nè. Có luôn. Còn gì đây nữa nè. Bạch tuộc siêu to khổng lồ nè. Có luôn nè. Đó. Nè. Xúc xích 2 bịch có luôn nè. Không ai xúc xích gì thấm thầm chứ thịt sườn muối sẵn này các bạn. Ở trong siêu thị mình mua mấy miếng nè. Có luôn nữa nè. Thôi giờ nhà đi chỗ khác đi ta sao. Mày ở gần ta chịu nổi đâu. Còn nữa nè.
chén bát đũa muỗng rồi cái dĩ nướng gì rồi than cồn gì. Hả? Tao mua có ba cái chén hả? Trời ơi, hai chén, còn chén đựng đồ chấm này thôi, còn gì nữa anh trai? Tao phải mua 4 cái. Không lẽ mua 4 cái trời mày hả? Ơ đâu? Ơ đâu? Ra. Mua 4 cái hả? Đem bữa nay ăn hả? Ồ, nè chưa các bạn. Hồi nãy là mới mấy bịch sữa nhỏ vậy đúng không? Đây nè, có 4-3 lon sữa bự luôn nè. Đó. Mấy người thiếu sữa mới cần sữa thôi. Nồi nè, nồi ơi, chắc chảo nè, thùng bức đá nè. Đó. Nói chung là bao nhiêu đây là anh em mà mua nãy giờ là trị giá là 1 triệu bạc, anh em mua được nhiêu đây nha bạn? 1 triệu Việt Nam đồng anh em mua được nhiêu đó. Còn bây giờ các bạn đợi anh em mình trong giây lát nha. Anh em mình sắp xếp đồ đạc cho nó gọn gàng ngăn nắp lại, rồi anh em mình sẽ chia sẻ tiếp tới tất cả các bạn nha. Giờ này thì mình có liều, mình chui vô mình ăn rồi mình ngủ. Hai thằng bên kia thấy thèm mà chắc này phải chặt cây chặt cối làm gì vậy? Làm chuồng cu hả? Làm liều. Làm liều phải điên cướp. Làm liều phải điên cướp. Cướp hả? Phải vậy thôi, liều mãn mà. Công nhận hai người nó liều nhè. À nó liều coi đó. Đây là bình đèn để anh em mình xài chung nha bạn. Đó, nói chung anh em đem để quay cho mấy bạn coi á bạn. Đầy đủ hết để anh em mình có thể ở từ giấc này cho tới sáng ngày hôm sau nha bạn. Thì những thứ đồ của hai anh em mình thì nói chung là nó rất là dư dả, rất là nhiều rồi. Dân giả. Ờ dân giả. Là anh em có thể ăn tới ngày bữa kia nữa chứ tiêu tới ngày mai. Chỉ có tội cho cu đen với quay phim bạn. Hai nó có được con trăm. Con trăm ca mà nó mua được gì trời. Hả? Nó mua được gì ta? Để hồi nữa mình lén lén ở bảnh coi nó giới thiệu coi mình coi nó mua cái gì nha bạn. Chắc luôn. Chắc mua được gì à? Hả? Không mấy tặng hai cú ba lan đó. Không mấy hai anh em mình uống hai lon sữa rồi bạn. Mình tặng cho bên hai thằng anh kia một lon sữa bò được không bạn? Một bình sữa bự ha. Dịch. Tao nói chung là lòng tao rồi. Ôi, ai đâu cho đâu. Ai cho không thèm. Ai đâu thèm đâu cho. Đủ vậy. Không sao. Ừ? Cái này người ta gọi là chảnh nhè. Mày. Chảnh. Chảnh cho khói trời. Nói chung là các bạn đợi anh em mình trong giây lát nha. Anh em mình sẽ sắp xếp lại tất cả những đồ đạc của anh em mình. Còn anh em mình sẽ chia sẻ tiếp cho tất cả bạn cùng xem nha. Nếu tất cả bạn có yêu mến anh em mình hay thích clip giàu nghèo cắm trại của anh em mình, các bạn hãy chung tay nhấn like clip và chia sẻ giúp mình, và bạn hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em mình và theo dõi những clip tiếp theo nha. Nếu cái clip hôm nay anh em mình đang làm clip giàu nghèo đăng lên mà được cỡ anh em mình cỡ 50.000 like, 30.000 like thôi, trời ơi mày ơi, vậy 50.000 like dữ trời. Nếu cái clip này được 30.000 like, anh em mình sẽ làm thêm cái clip giàu nghèo mà tăng tiền lên nha bạn. Nếu tất cả bạn có yêu mến anh em mình hãy like clip này, rồi anh em mình sẽ làm clip giàu nghèo khác và sẽ tăng tiền cho cuộc chơi lên nha. 50.000 hả? 4 giờ. Một ngày thôi. 50.000 đi. Tại vì 1 triệu tăng lên 1 triệu là 1 ngày. 50.000 đi. 50.000 đi. Cái đậu xanh nó 50.000 đi. Ok bạn, nếu clip này được 50.000 like, anh em mình sẽ làm cái clip cắm trại giàu nghèo khác tăng tiền lên nữa nha bạn. 50.000 like. 100.000 like. 50.000 like thôi. 100.000 like. 100.000 like. Ok bạn, 100.000 like. Rồi là bao nhiêu like? 50. 50.000 like không? Bây giờ anh em sẽ chốt cuối cùng là 50.000 like. Nếu clip này được 50.000 like thì anh em mình sẽ làm một cái clip cắm trại thử thách giàu nghèo là tăng số tiền lên là số tiền là lên 2 triệu và 200.000. Ok không? Chốt kèo. Chốt kèo bạn, chốt. Rồi 50.000 like trong vòng 1 ngày là sẽ có clip sinh tồn thử thách cắm trại giàu nghèo 2 triệu và 200.000 nha. Rồi bây giờ anh em mình sẽ sắp xếp đồ đạc, các bạn đợi anh em mình chút nha. Đó, anh em mình làm mới được xong sườn các bạn. Anh em chơi cái nhà bữa nay là thổ dân, thổ hành cư, thổ không biết thổ gì nữa, thổ đai, thổ địa vậy. Thổ hành tôm không hành đổ. Thổ hồi xuống lỗ luôn. Nè anh em mình làm gì xong anh em mình đi chặt chuối nha bạn. Cũng cứng lắm chứ bộ, hai thằng ở bên phố rồi. Ai đâu mà ở trong bờ liều đến hầm muốn chết luôn. Ở đây mát luôn rồi. Hầm vậy á. Trời ơi. Nhưng mà đồ ăn người ta đầy đủ. Bạn nào đó ai đâu thèm. Nhà năm rồi của mình cũng có cái hên cái xui cái nghèo cái nghèo, còn năm nay mở đầu 2 năm góp cuộc 2 lần. Nghèo như con quỷ ra không biết nghèo nữa. Ta nghèo càng ngày càng phấn đấu, sao mình nghèo càng ngày càng nghèo mạt không biết nữa. Thôi giờ anh em mình chặt chuối các bạn. Ngồi đây hồi thấy ổng quê quá. À. Anh em mình phát hiện được mấy cây trầm rồi bạn. Kẻ đó nghèo kiếm đồ ăn thiên nhiên không có sao thuốc, còn mấy người đó nhiều khi ăn có thuốc. Trời ơi. Cái méo gì trời. Rồi tách ra đi. Này. Trời ơi, đúng là không có vợ không có kinh nghiệm mà thiệt mà. Rồi, rồi giật xuống. Giật. Giật sao? Chụp luôn. Giật sao? Rồi, đi coi. Cháy xịu hả?
thân thần ơi à. Bây giờ trái thử ngay, thử ngay. Ngon nha bạn. Trong quan gã nha bạn. Ừ, không có thuốc á. Mời tất cả bạn nha. Ngon miếng. Má nó chắc rồi mà. Trời ơi, chắc rồi á. Trời. Chắc quá bà. Chua mà, chắc chịu á. Chắc chua chín hùng quá. Rồi bạn trái đi nha. Ăn gì cái lấy bù nước rồi. Bù nước. Ra mà mua có 1 lít mấy nước à. Bây giờ ăn này cho nó bù nước không? Ăn này không biết bù nước rồi, không chắc ngã mà ngậm mà chút xíu hỏi nước nữa. Còn ngốc nữa. Đây đây. Đi chặt chuối. Chuối thiệt quá. Đây chặt chuối bạn. Nên mình sẽ chặt mấy cây chuối này nha bạn. Chuối có buồn ta ăn hết rồi nè. Ô cây rồi kia đó kìa. Không có xài nữa. Cây vào đó đó kìa. Hóa là chặt buồn hết mấy cây này mình mới xài được nha bạn. Còn mấy cây kia không dám xài, xài rất tét đầu quá. Chút. Chút. Cái này anh em mình chế tạo một cái nhà hơi đỉnh nha bạn. Đây. Đây. Một cây. Đây anh em mình sẽ tắp lấy cái này nè. Cái này anh em mình chế tạo nha. Nhà hơi đỉnh rồi, nha bạn. Để em chút gì nhà mình tắt luôn. Mình tắt luôn đi. Chút gì nhà mình tắt được. Dạ. Ừ. Ok. Cái này mình sẽ lợp vậy nha bạn. Mà nếu xèo qua đem về tới đây muốn tắt thở luôn hả? Nè, đi lúc lúc ngoài kia mới có. Lập thêm cái miếng này. Lập miếng gì nè. Nói chung là anh em mình sẽ chống mưa nha bạn. Như này cũng... Đâu có mưa đâu. Không có mưa nhưng mà mình chống bão hả? Bão, tao bảo, bảo đem nợ, bảo. Bảo cấp 17. 17 là giật lên tới nhà, nằm ở trên nóc nhà cho luôn á. Ở trên đọt cây thì chịu không nổi mình nữa. Đây. Thì sẽ đắp lại nha bạn. Đắp một cuộc tình. Đây. Anh em mà sẽ đắp vậy nha. Này đắp chồng chồng lên nha mày. Khi mà nước mưa nào cứ rớt xuống đây nè, nó sẽ lòn vô mấy này nó nhiễu vô chảy hết trơn các bạn. Đậu. Nó chảy vô đầu từng thằng. Ơi có nước uống. Để có mưa, chơi vậy đi. Ờ chơi vậy đi ông đây. Chơi vậy nè. Đúng rồi. Đó, ép xuống. Giờ anh em mình đây, anh em mình lấy nguyên cái đống luôn nha các bạn. Đó, dưới nguyên đống lá chuối luôn. Bây giờ anh em mình sẽ lấy lá chuối lót dưới đất dưới lần ngồi. Lấy lá chuối lót dưới nền ngồi nha bạn làm các bạn. Giờ mấy bạn chuối mình sẽ đắp lên trên. Đây là chống mưa chắc ăn luôn nè bạn. Okay. Không có mưa luôn á, mưa toàn đầu không, mưa đâu chứ. Đúng rồi. Mưa nó nhiễu lên dọc đầu không. Dọc đầu không à. Bây giờ anh em mình xuất phát làm cho lẹ lẹ ra anh em nghỉ ngơi ba mệt rất trà. À đen với quay phim nó đang làm chòi bên kia nha bạn. Đó các bạn thấy không? Nó đang cặm cụi từ ly từ tí để nó chăm chút cho cái liều của nó đó. Thì bên đây mình thì có liều sẵn rồi. Thì trời kêu anh ấy dạ chứ biết sao vậy bạn. Ai giàu giàu, ai nghèo nghèo chứ biết đâu đâu được. Mình chơi định mệnh mà. Thôi bây giờ mình với lẹ xin ngoạn phép được ăn nhẹ ăn cái nha bạn. Ăn xong mình làm một giấc cho ngủ sâu sâu cái này. Đây, mình ăn nhẹ thì mình ăn gỏi gà nha bạn. Đó. Có gỏi gà. Ăn nhẹ nữa ơi. Trời ơi, ăn nhẹ đó gỏi gà chứ mày đâu à. Gỏi gà. Đù vậy. Gỏi gà ăn với khoai lang. Đây bây giờ mình sẽ khui cái gỏi gà ra mình ăn nhẹ cái nha bạn. Đó, trời ơi nhìn thấy tôm tắt đó ta. Những thứ đồ anh em chắc này hết nè. Còn sau lưng anh em mình là mực, bạch tuộc, rồi lẩu bọng. Còn sau lưng còn nhóc chơi nha bạn. Chuối ăn không? Gì hết hồn trong nội. Nó đù với à. Làm mấy gỏi gà nè 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 nè. Hai em của mình. Không thèm. Không thèm mấy gà. Làm mấy gỏi gà nè. Người anh em. Người anh em ăn gỏi gà chơi nè. Hai người anh em. Nói chung là anh em mình nói giàu nghèo là trong đây không nha bạn. Nói chung thì anh em mình xin điểm chính nha bạn. Điểm chính nè. Đính chính lại là anh em mình dùng hai chữ giàu và nghèo là chỉ xây vòng bốn anh em của mình làm clip thôi. Chứ anh em mình không nói bất cứ một kỳ ai. Cá nhân nào? Không nói ai đó nha bạn. Anh em mình chỉ nói bốn anh em thôi. Bây giờ thôi mời các bạn cùng ăn nhẹ với anh em mình nha. Đây gỏi gà thì nó có nước mắm lạc nè. Đó. Và nó có nước mắm chấm nè. Nói chung là hai loại nước chấm nha bạn. Để có bây giờ. Nó có dịch không nè? Không. Có gà ăn cháu. Đây bây giờ lấy chén để mình đổ cái nước chấm ra nha bạn. Để mình coi sao nước thì đủ thứ nước cứ đợi cho coi. Rồi nước mắm này, nước mắm gỏi nha bạn. Đây giờ mình trộn gỏi nha. Nè, gỏi gà mà. Vô. Có đã không? Quê lắm. Để mình bỏ gác qua đây hồi nữa mình gom nha bạn. Cái này gì ta? Hành phi tổ phi vậy bạn ơi. Đây bây giờ mình sẽ cho hành phi tổ phi vô trong gỏi gà luôn nha. À vậy đậu phộng.
cái đậu xanh này muối không nội ơi, đậu gì vậy? Muối để chấm gỏi không nội ơi, em không biết chế không thôi vẫn chắc quá. Muối đen nặng hạnh như chấm. Ừ thì cái đúng là mình đúng là hai lúa thiệt chứ. Giống bóng trời. Ông là 504. 504 gắt luôn hay gì, tự nhiên chế muối vô trong gũi gà. Thèm mà. Giống mấy thằng hai lúa hay chứ trời. Chết luôn chứ. Mình giống hai lúa ai. Đấy vậy. Đây là rồi, bình nước mắm để làm gì nữa? Để đổ. Để cắn cái coi. Không sao. Bình nước mắm để đổ ngoài chơi không sao. Thôi giờ mình cho nước mắm ở đây luôn bài, khỏi chấm gì chân vô luôn. Không đi. Ừ. Vô sao bằng thập cẩm vị lai đây luôn đi. Ừ. Để đó hồi mình gom gác sao nha bạn. Muối hả? Cho luôn nha. Chơi luôn đi. Chơi luôn. Mình dạo mà chạy gì. Mình chơi á đầu rồi vậy đó. Còn mình sẽ chấm với nước mắm này. Đó. Bởi mình chơi khuôn áo luôn đó. Đây bây giờ sẽ chấm gỏi gà với nước mắm này nha bạn. Hết hết thôi hao. Trời. Chơi nước mắm này hơi mặn. Chơi mắm chút xíu mấy chục ngàn. Cái thèm chứ. Chơi mắm mày lớn nào. Một thằng uống không đủ nữa. Mấy chục ngàn để tối nay còn mình còn ăn lẩu nữa nha bạn. Đây bây giờ mình sẽ ăn gỏi gà coi. Sao nguy hiểm vậy ta. Đó. Đây mình có đũa muỗng đầy đủ nha bạn. Giờ mình sẽ trộn cái gỏi gà lên nha. Trời ơi gì ăn dữ hả. Đây mình chế nước mắm cho rồi nè, giờ mình trộn đều đều lên cho nó ngon lạnh. Có bắp cải tím nữa kìa. Có đùi gà đồ đầy đủ nha các bạn. Mới rớt ra hết miếng thịt gà. Nhìn cũng hấp dẫn quá ha. Ồ, thịt gà da khè luôn, hấp dẫn như trời nè. Trên cả tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ ăn cái gỏi gà này chung với cái ánh sáng nó hơi bị trái nha bạn. Khoai lang, trái không? Không có, cái ánh sáng nó lâu lâu nó thử nó bị chá chứ. Đây bây giờ mình sẽ thôi bây giờ mình bỏ khoai lang qua bên đi một chút rồi ăn sao nha. Mình sẽ ăn gỏi gà này chung với xôi nha bạn. Xôi nè. Ông ăn gỏi gà không biết ông ăn gì không? Gì? Ăn ba lỗ chuối của tôi làm ở nhà đó. Ô bất cải hoàng nhanh trai không ăn lỗ chuối nha. Đây bây giờ mình sẽ ăn gỏi gà với xôi nha, với khoai lang, với bánh mì nha bạn. Thì ăn nhẹ thì mình ăn vậy thôi. Hồi chiều mình tính tiếp nha. Giờ này mình ăn xong cái để mình lát dắt cho ngon rồi chiều mình tính tiếp bạn. Thôi mời tất cả các bạn cùng ăn gỏi gà với xôi đậu phộng với mình nha. Mời hai người anh em nha. Mời hai người anh em ăn xôi gà, xôi gà nha hai người anh em. Hai cứ để. Thôi bây giờ mời các bạn nha. Đây mình thử thức cái nha bạn. Để mình trắng ra mình phân nửa lẹ phân nửa, tại ăn nhẹ thì mình không nên ăn nhiều nha bạn. Đó, đây bây giờ để mình lử sĩ thêm cái này. Đây mời tất cả bạn cùng ăn xôi đậu phộng với gỏi gà nha. Này nè. Chấm vô. Cấm à. Đó. Ăn nè. Để xài mình tới xem cái dáng không. Ngại chứ. Này là thịt gà nha bạn. Này ngon lạnh đàng hoàng, vàng quét đàng hoàng. Chấm nước mắm nè. Nãy mình không có ớt nha bạn. Đây mời tất cả bạn nha, thầy Quốc nè. Trời ơi trời. Cuộc đời sung sướng nhà. Sung sướng nhà. Thấy bán luôn nha. Wow. Ủa gà kiếm như bạn. Lắm. Mình bán nè. Này mà có tới người mà ê camera đã thấy anh nha anh trai. Camera thấy anh nha anh trai. Anh nhận chậu nha anh trai, quá ngon. Lát em miếng thôi nè. Đâu không đâu hoàng. Đây mời các bạn nha nè. Bỏ sâu phẩm nè, cầm chén lên nè, bỏ cục sâu vô trong chén lên cho nó gọn. Gỏi gà nè, vô nè. Bạn coi một thịt gà vàng nè. Chấm nè. Mời các bạn nè. Mình xử nè. Đậm cục xôi nè. Gà làm gì vậy? bóp hoài trời. Hai người anh em vẫn đang cầm củi làm trời bánh nha bạn. Không biết gì bóp không? Nó bụng quá nha chú ăn đỡ. Làm cho đi. Quá không mấy ăn cho củ khoai nè. Thôi thằng làm củ khoai lang đi. Thèm. Quá đậu rồi. Khoai lang là để dành cho. Rồi. Chưa đâu.
bật nắp quan tài tìm em trong vô vọng cái nào. Bóp cái cây, bóp. Qua wow, dở là bạn nào. Đó, phải như vậy. Chơi phải là đánh bật tất cả các chiếc bản nha bạn. Đây, mời tất cả bạn nha. Khách bà nãy giờ quên cuốn bà này không? Thôi lỡ không sao đâu. Thôi mình cúng cái nha bạn. Thôi bà gì ăn gỏi gà uống nước cho con nha. Mình ăn gỏi cúng gì để tối mình cúng luôn. Đó, cúng luôn ha. Tối mình ăn đồ ngon mình cúng luôn. Tối ăn gì ngon? Gà nướng hả? Tỏ ra đây cho chồng biết. Vâng. Thôi bà, mời các bạn nha. Bà, mời các bạn ăn chung cho con nha. Đây mời bạn nha, quất nè. Trời ơi. Cái gấp quá, họ không kiểu lấy đá không sao. Đá mình có sữa trong á. Đúng rồi. Đổ sữa trong á. Uống xì tinh sữa. Xì tinh sữa. Công nhận là ở dưới vườn quang này các bạn ăn gỏi gà với xôi đậu phộng rất tuyệt vời chứ. Trời ơi, chưa. Vậy bởi vì nó sặc nó xèo chứ. Mình văng cục đậu phộng lên lỗ mũi rồi. Ngon quá. Chưa đâu. Mình ăn xôi sao mà còn ăn một thứ nữa nào. Khoai lang các bạn, bánh mì cũng được. Ăn mà ăn khoai lang chung với gỏi gà chắc cũng yểm nha. Yểm lắm á. Tại vì nó có cái tinh bột. Đây, đây là khoai lang các bạn. Khoai lang này luộc sẵn rồi, ở trong thị bán. Nhìn bẻ ra các bạn. Bả giới thiệu là khoai lang Nhật đó các bạn. Mà chắc Nhật gì mới nữa. Trời ơi, trời nó ngon. Vàng hơn vàng không? Vàng thật luôn. Vàng tinh tôm luôn. Thôi bà vàng khoai con nhà họ. Mời tất cả bạn cùng ăn khoai nè. Ăn giỏi luôn. Ngọt. Ăn giỏi luôn, người ta gửi rồi. Ra mặt anh chơi. Ra mặt ngon quá, ngon ngay luôn. Quả ha. Ừ. Trời ơi. Cái cái này dễ. Làm mấy nguyên lon quà dở cái này. Đây mời bà uống nước ngọt nha. Quà dở là cái chắc. Hai thằng bệnh nó nói trời ơi quà dở. Trời ơi quà dở. Còn gì bằng nữa các bạn ơi. Lâu lâu mà vô nhà giàu đơn lặng các bạn. Cái gì cái gì? Hai lần rồi. Hai lần hả? Ừ. Ủa. Tao quanh mới tao xuống rồi sao? Đầu năm tôi với ông vợ là đúng rồi, đầu năm giàu là cuối năm giàu luôn. Hàng gì đầu năm nghèo cuối năm nghèo luôn. Ừ. Các bạn nhớ bữa hổm là qua năm mới. Anh em làm giàu nghèo ở trên nhà trên cây không? Đó đó. Mình vô giàu nè. Cô đẩy vô giàu luôn. Đó. Giờ tới lượt hai mà vô giàu nữa, hai nó vô nghèo nữa. Bữa đó mình uống Monster luôn mà. Ừ, bởi vậy trong chúng lời sang năm mới là năm nay của mình rồi ba, rõ ràng. Năm ngoái mình nghèo đủ cả năm mà. Ngậm tàn mặt năm ngoái mà. Ê, nhưng mà tôi có giàu lai ra nha. Mày không biết giàu đem cái ra nữa hả? Có ông á. Mày giàu biết nhiều luôn á. Ông là nghèo mạc nghiệp. Mạc nghiệp luôn. Không, từ khi mà bước qua năm mới không? Tao cầm cái số hồng nghèo cái là tớ nghèo đó. Được. Có nghèo không? Cầm qua đây à. Từ khi mà mình cầm cái chỗ hồng nghèo cái là mình hết nghèo đó. Ủa sao mình ngu dữ đen? Mày mua cái chỗ hồng nghèo rồi nghèo có ông chi đen. Bởi vậy mày mới nghèo đó trời, tao mới hết nghèo đó ông nội. Khoai lang, rồi mình ăn thêm bánh mì ngọt nữa nha bạn. Quay. Ta phải ăn chứ là xúc xích mới ngon. Mình ăn nói chung là mình ăn nhẹ mà ăn đủ đấm nha bạn. Làm bậy thêm một ổ bánh mì này nữa nha bạn. Thôi ông bà ở đây gì ăn bánh mì luôn nha. Đây mời tất cả bạn thêm một ổ bánh mì me nữa nha. Ồ, con nghe đó chưa? Bánh mì đen. Đây vô mà ăn thử coi nó giống cái gì nha bạn. Mềm không? Mềm xèo. Ngon ngon đi không? Mềm, bánh mì ngọt nha. Ngọt. Ngọt ăn vô nó có lạc không? Ăn vô nó không mặn. Ừ. Rồi ngộ ta. Bánh mì ngọt sao ăn vô nó không mặn cả. Ừ không. Bánh mì ngọt ăn vô ngọt. Nó ngộ vậy đó. Mà nó không mặn. Rồi bánh mì này mình tầm 7 rồi. Bánh mì ngọt ăn vô không mặn phải 7 liền luôn. 7 liền. Bây giờ hôm nay ăn bánh mì ngọt với gỏi gà nữa hả? Nói đó, lụm đi. Wow. Mình ăn xi lục đĩa đó trời. Nói chung có mình với lại ăn nha bạn. Bởi vậy như đây đối với anh em mình là hơi bị nhiều rồi. Không sao, ăn đi lấy sức hồi ăn nữa. Ừ, chiều nữa chứ. Chiều nay anh em mình sẽ ăn lẩu nha bạn. Lẩu hải sản. Không, nhưng mà tôi phái tối nay à. Tối nay ăn đồ whip nữa. Đồ whip đó. Nói chung là cho hai anh em mình gián đoạn cái máy quen chút nha bạn. Để rằng là chỗ nào ăn chung với mình nha. Chứ mình ngồi ăn buồn ghê luôn á, thiệt á. Bốn anh em đi chung mà có hai con mình ngồi ăn nghĩ các bạn nghĩ buồn không? Buồn thúi ruột chứ còn không buồn. Hỏi kìa, ê cắp kìa, cắp kìa. Gì vậy? Tôi thấy ông ăn, tôi bỏ tôi lượm. Cái gì vậy người anh em? Tôi lượm mà. Cái gì vậy người anh em?
đất của ta mà ngựa nem. Ngựa nem hơi bậy chứ mình đó ngựa nem. Ở trong liệu sao, trong liệu ngoài này để. Ê, cái đó là ngoài trước ngoài sau, người ta là địa phận của người ta. Bởi gì? Lụm cái gì mà lụm? Mình nghèo sạch cái cách thơm chứ chơi. Giống mấy thằng lụm vậy à. Mận đôi dép nữa đi được. Ngựa nem, chơi kỹ ngựa nem. Không biết lụm đôi dép nè. Thôi nói chung thì các bạn cho anh em mình giác động cái máy quay chút nha. Cho lẹ vô ăn chung với mình nha bạn. Chứ bố anh em đi chung mà mình ngồi ăn có mình thì các bạn nghĩ đây không ngon lành chứ. Tại vì định mệnh mình phải ăn thôi chứ thật sự mình đâu có vui sướng gì đâu mà mình ăn mà để ba anh em mình nó nhịn. Vô mình ăn mình đâu có vui gì đâu. Nói chung thì thôi các bạn cho anh em giác đạo chút nha. Để cho cô lẹ ăn chung với anh em mình. Rồi có gì anh em mình sẽ chia sẻ tiếp cho tất cả bạn cùng xem nha. Các bạn nhớ tặng cho like cho lần sau tặng mình like cho lần sau mình vô nhà giàu tiếp nha bạn. Ok bạn, đây sau một hồi vất vả thì anh em mình đã xây xong một cái gì, cái nhà bổ tóc. Bổ tóc chứ đó. Đúng rồi. Bú ba ba, bú ba la 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 la. Chắc chắn lắm nha bạn. Này chắc chắn lắm nha bạn. Coi, liệu này đu được luôn á. Đuôi nó sập đó ông nội, đu nó sập đó. Các bạn thấy đã không? Cũng đâu dở trời, nghèo nghèo chứ. Đây, anh em mình lót lá chuối cho các bạn. Em đúng các bạn, em gì để em lò xo luôn các bạn. Bữa nay tính ra nếu mà có mưa anh em cũng không sợ, mưa nhỏ nhỏ là bộ tư anh em bao hết bao tắt luôn. Đây, quá đã luôn. Ai ai mà chưa mình chơi chứ hiểu nữa chứ à, hiểu đồ nữa. Đúng rồi, mình bảo nó ăn rồi nãy giờ khí thế luôn trời. Rồi ăn kìa, mình ăn cũng đồ đâu có đâu có gì cái gì đâu có thiệt thua tao đâu thua. Đúng rồi, đâu thua. Đây cho cái này rồi nè. Đâu rồi? Đây rồi, ướt nhẹp rồi. Đây 99.500 đồng. Còn 500 đồng đâu? 500 đồng lấy rồi không? Trời, tôi gửi ngân hàng rồi. Không lấy rồi. Tôi gửi ngân hàng rồi. 350 năm nữa mình lấy ra được 3.000. Đúng rồi, 3.000. 3.000. 3.000 cái đó mình gửi thêm 300 năm nữa. 3.000 lúc đó. Có tài được không nội? Lúc đó là cái đó tiền cổ rồi đó. Tôi gửi ngân hàng ở cho ông biết, mai mốt mình sẽ làm tỷ phú, anh em mình sẽ làm triệu phú. Trời ơi thế giới luôn. Trời ơi nghe trời, 500 đồng làm giàu. Ủa, thì ra bạn hai ly mì nha. Hai ly mì, anh em có hai ly mì. Một lon xì tinh. Một lon xì tinh. Đấy. Hai cái xúc xích chả bá nữa luôn. Để họ ăn chung với mì các bạn. Họ thích ăn chung với mì nha. Một chai nước này anh em chưa uống miếng nước nào luôn. Đây, đây là nhân hạt chính. Nhân hạt chính. Nhìn thấy không các bạn? Bông. Bịch chả hấp. Bông. Chả phô mai. Bông chả. Đúng rồi. Bây giờ mình ăn gì trước đây? Thôi ăn gì nhẹ nhẹ trước. Ăn này, ăn đi, ăn liền nè. Ăn liền đi. Rồi anh em mình nghỉ ngơi xíu. Kháng nước nãy đó bụng quá trời. Rồi. Thì tin đó này để mình đi ha. Hôm nay mình có liều này cũng rộng rãi lắm, hai thằng ngủ bi bú. Ngủ bi bú các bạn. Đúng rồi. Nhớ thấy thương anh em mình cho nên mình like nha, nghèo hoài gì nghèo gì hồn với lần mày, lần này lần thứ hai rồi đó. Qua năm từ năm nay, qua năm trước, trước qua năm sau. Tại cái xu của ông. Cái xu của ông lay qua tôi. Chơi gì kỳ vậy? Đây vậy. Mình mời thử cái bạn cái bánh đi. Cái bánh này hả? Cái bánh nó có nhân xúc xích trong nha các bạn. Xúc xích hả? Đây nhân xúc xích nha. Không biết xúc xích gì, nó xúc xích Đức gì á. Thử nghe nè. À, nhìn tôi ăn trước nha lắm bạn, có chà bông nữa bạn ơi. Có xúc xích đây nè. Này là bánh mì quán xúc xích kẹp chà bông. Xúc xích kẹp chà bông. Ăn xong hồi xong bông luôn. Mà tất cả bạn nha. Thì cũng được lắm á. Trời ngon không? Được. Ngon. Ngon ha, ngon ha. Ăn xong cái đó thì mình khui chị tin luôn. Đứng căng. Ôi ngon ha. Trời. Nhớ này đúng không? Thì chết đây uống chết đâu nội. Sao chết được? Dạ uống đi. Dạ. Anh em mình mà. Có bị suy đa chết chung. Sao bị suy đa được? Người ta dạng như ta có vui vẻ yêu đời, ta mới càng ngày càng phấn đấu, càng ngày càng đi lên. Từ âm thấy phấn đấu không? Càng nghèo. Không. Từ nhà gì, bao giờ cũng nhà giàu có cuộc phấn đấu, thành cái nhà trời lên tranh phách với đá. Có ai nói ổng nghèo không? Ông Cam là ổng là đẻ bọc đều không có không? Trời tao ông đen thôi bạn. Cảm ơn mình già hoài luôn các bạn. Có hai anh em, tối nay ngủ ngoài nha. Đuổi luôn. Đuổi luôn, tôi đuổi chạy luôn. Đốt mà không cháu.
tôi gom lá lại đốt. Không là nó quay luôn á. Ăn xong cái xong cảm giác ngon không? Được, ngon lắm, cá cũng đói bụng. Ăn thêm cái nữa đi. Ngon. Ủa sao tí nữa nè. Cá không? Ông khui sợ nó văng mặt, không có gì hết rồi. Đấy, ngon hả bạn? Sao đậm trời. Uống đi, uống đi. Uống ngon không? Ngon ha. Để mình nuốt cá thôi. Ngon ha, ngon ha, ngon ha. Ngon thiệt luôn. Khẩu số mình thật. Chứ ấn tương cho mình like bạn. Các bạn like cho anh em mình được 50.000 like. Tặng đợt sau mình hên mình giúp được 2 triệu sao? Đúng không? Mình phải được 2 triệu. Tôi 2 triệu, ông được có 50.000 à. 200 chứ. Thì tôi bên nghèo ha. Mới ông nghèo nữa. Mời bạn nha. Nhà không thua nhà giàu đâu. Giỡn hả? Ờ nhà giàu ăn xong nằm phải đít dân trời. Không nằm nữa. Ngồi vừa ăn luôn kìa. Ăn nhím. Anh em mình xây cái trại này, cái cửa ngay hướng gió nè bạn, ló luồn vô mát lắm mà. Thôi thôi cho dẫn động viên luôn bây giờ nè. Ăn ngon ghê yếu xìu à. Chạy quá đã luôn nè. Em ha. Tối nay mình chắc đi kiếm em. Tối rồi cậy mò đi kiếm có gì ăn nữa. Ở bên đây còn mướn thêm bộ bàn, hội bàn nè, bộ bàn nè. Nói chung giờ mình với quay phim ăn luôn chung với nhau nha bạn. Để ngủ các bạn. Rồi ăn xong ngủ. Uống nước rồi. Còn tối anh em chiều là anh em mình nấu mì chứ. Nấu mì. Còn này để tối nướng. Ăn mì với xúc xích. Còn nước đây nữa là nước để nấu mì. Nãy giờ anh em mình nhìn khát nước yếu xịu quá. Ồ bên đây đang lẩu. Mì lẩu Thái nè quà. Ừ lẩu Thái. Đang là lẩu Thái ai ăn lẩu Việt Nam đâu. Lẩu là lẩu Việt Nam. Đồ quý nó thèm chích mà. Thèm chích bà luôn không thèm. Nói chung là giờ quay phim ăn chung với mình luôn nha bạn. Và nghỉ ngơi xíu. Mệt quá trời, nãy giờ ghim chỗ này xa quá trời xa, đem về đây. 2000 years later. Anh em mới ngủ dậy bạn ơi. Chắc này đi ra kiếm ăn kiếm lợi bạn ơi. Rồi còn sữa uống không ta? Nói chung thì anh em mình ăn nhẹ nãy xong cái anh em mình ngủ giấc thật ngon nha bạn. Bây giờ cũng chiều rồi, anh em mình thức dậy. Cái bụng nó cũng kêu ọt, anh em thức dậy nấu lẩu ăn nha bạn. Đây, anh em mình đang bắt nồi nước lên để anh em mình nấu lẩu nha. Bởi vì già cũng khổ không sao? Khổ lắm. Cứ mình phải suy nghĩ tới chiều nay mình ăn cái gì, ăn cái gì. Nói chung anh em mình thức dậy để nấu lẩu ăn mà. Ủa? Quay qua hai người anh em mình đi đâu bắt tiêu nha bạn. Đây bây giờ anh em mình sẽ cho các bạn xem khung cảnh giấc chiều của ở khu Dường Quang này nha bạn. Đây. Nó nói chung là Dường Quang bích chịch hết trơn nha bạn. Đó. Có khi nào hai ông anh kia đi. Đây. Cái chòi thổ dân của quay phim với cụ đen ở đây nha bạn. Mà không biết hai nói giờ đi phương trời địa đất nào thì mình cũng không biết. Các bạn coi nè. Không có một miếng vườn hoang nữa hả? Đẹp dứt quá, màu tím. Bích chịch nha bạn. Xung quanh anh em mình là bích dậu luôn á. Bích dậu. Còn đây thì anh em mình đang lên lửa để nấu lẩu nha bạn. Đồ ăn của anh em mình các bạn coi kìa. Còn ở trong miếng đồ ăn cái này là bạc da, bạc muôn ở đây nè. Nho nè, bạch tuộc nè. Rồi đây cái lẩu hải sản siêu to siêu khổng lồ. Bên đó thì còn sườn nướng nữa. Sườn nướng nữa. Quá xa đồ ăn rồi bạn ơi. Lâu lâu anh em mình nói vô vào được lần có đâu, vào hoài. Hai lần anh trai. Tại bữa nay anh em mình số đỏ thôi. Nhưng mà năm nay là anh em mình vào rồi. Vào. Yên tâm. Thôi các bạn chờ một chút nha, anh em mình nấu nước sôi rồi anh em mình sẽ nấu lẩu. Rồi mời tất cả các bạn cùng thưởng thức lẩu hải sản giữa Dường Quang với anh em mình nha. Các bạn hãy like clip và chia sẻ giúp mình nha bạn. Bạn nhớ like cho anh em mình nha bạn. Nếu mà cái clip là đạt 50.000 like trong vòng 48 giờ anh em mình cũng chịu nữa. Chịu 48 giờ. Okay. Nếu mà 50.000 like là anh em mình sẽ làm cái tiền tăng cao rồi nha bạn. 2 triệu với 200.000 nha bạn. 200.000. Rồi các bạn hãy like clip giúp anh em mình nha. Anh em mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Các bạn nhớ like nha bạn. Đây bây giờ nước mình nó sôi nha bạn. Bây giờ mình sẽ tháo ra đổ vô đặng ăn các bạn ơi. Tao cho các bạn xem cái lẩu to như thế nào. Dữ lắm luôn. Vậy một cái là é chảy luôn á. Nói chung là cái lẩu này mà hai anh em ăn hết mới sợ. Ở chợ có hết không sao? Hết nè hả? Ừ. Dữ ghê vậy. Có hết Huế này nè. Dữ ghê vậy. Đây nè, trời ơi.
Trời ơi, nước chảy đầm đìa. Từ từ từ, để tôi cho nước chảy bớt đi. Nước chảy đầm đìa anh trai. Đây nè má ơi, oh my god. Oh my god. Ôi, trời, cái đậu hoành tráng các bạn ơi. Cá hồi nè. Tráng lại luôn. Cá hồi, mực, hến. Ôi giời ơi. Cá mò, cá hồi, mực, tôm gì, cá lã nha các bạn. Đây nè, nó tôm nữa. Bỏ đậu vô đi đây. Đây này, khui khui đâu cái nè. Đây cái nồi nước sâu nha. Hồi nãy thì ăn nhẹ, nãy là mình ăn rồi, giờ tới lẹ nha bạn. Mình ăn cho nha bạn. Anh em mình ăn ăn qua ăn lại cho nó ngon lành nha bạn. Vô luôn. Vô lẩu luôn. Chết bà. Tôi quên bỏ cái bình này trước rồi. Thì bỏ vô sao cũng được vậy, có sao đâu. Lẩu. Cái lẩu nó đã. Lẩu này đúng là lẩu Thái nè bạn. Siêu ngon luôn bạn ơi. Lẩu giờ sốt. Trong cái vườn qua mà có cái nồi lẩu này ăn một cái thì còn gì nữa mà bằng. Ngon lành không? Im. Im con chim. Em để con chim nó ngủ. Im con chim. Đó, này từ từ từ. Từ. Đây đổ quèo quèo lên đó coi. Bên kia sao trong chòi trong chòi. Đây các bạn, cái lẩu của anh em mình ngon tuyệt vời nè bạn. Giờ mình xơi lên cái là phải bị tới gáo nha. Lên màu liền nè. Đó. Đó. Lẩu quét này, luôn. Lẩu này người ta làm sẵn ở trong siêu thị, anh em mình mua rồi chỉ có việc nấu nước sôi lên đổ vô là dùng nha bạn. Ủa trời màu đẹp. Tới gáo ha. Tới gáo. Có gầu nhúc nữa hay gì trời, cứ muốn thì. Cứ muốn. Quá đã. Đó. Thôi bây giờ các bạn đợi cho mình thêm cỡ 5 phút nữa các bạn cho nó sâu lên chín cái là mời các bạn cùng ăn lẩu với anh em mình nha. Đó. Bây giờ mình sẽ đi qua xâm nhập qua chòi của hai người anh em mình nằm thử cái coi nó ngon như thế nào nha bạn. Bây giờ mình sẽ xâm nhập qua bên cái chòi của hai người anh em mình bên đây nha bạn. Để coi coi nó ngon như thế nào nha. Đây. Đây là cái lều của hai người anh em mình nha bạn. Bây giờ đù hít kế độc chứ trời. Ở trên đây là bẹ chuối nha bạn. Đó, quá độc luôn. Đù, sáng tạo dữ trời. Đà, hai người anh em mình rất là sáng tạo nha bạn. Đây, đây là nhà bằng bẹ chuối nha. Quá dữ luôn. Cái này tính ra mưa là có thể không dột được luôn nha bạn. Rồi cũng cứng cáp đến bộ nè các bạn coi. Ồ, im hết trời. Cũng hơi bị ngầu. Thôi giờ mình sẽ chui chậm vô trong cái nhà của hai người anh em thủ dân mình. Mình coi nó ngon thế nào nha. Đục. Bộ im hết trời. Đồ. Ồ. Hả? Thôi bị tới gáo luôn bạn. Trời ơi, đọc cái trời. Mắc gự luôn bạn ơi. Cái bẹ chuối này tư các bạn. Ở trong cái bẹ chuối này có nước nè. Bởi vậy nó mắc gự luôn trời, giống như mình đang ở trong một cái phòng máy lạnh này trời. Im, quá độc. Bởi vậy hai người anh em mình đúng là có óc sáng tạo thiệt chứ. Quá độc. Đâu mình nằm thử một cái cho đã coi. Trời ơi, cũng im đó nha các bạn. Tối này ngủ cũng mi mơ lắm mà. Bởi được. Mà không biết hai người anh em mình đi đâu mất tiêu rồi bạn ơi. Thức dậy là không thấy hai người anh em mình ơi. Hai người anh em mình chắc đi săn bắt hái lụm hay gì rồi, đâu mất tiêu rồi. Quá im. Tính ra bên đây ngon thiệt bạn. Mắc cự hả? Còn ở trong cái liệu mình nó nóng như là lửa đốt vậy. Nghĩ ban ngày mà trời hầm rồi mà chui vô trong cái liệu của mình nằm cái nữa nó hầm ít sệt đã không hầm miếng luôn á. Còn nói chung là hai người anh em mình có cái chòi thật là lý tưởng cho bạn. Đây mình đang ngồi, mình đang ngồi ở trong cái liều của hai người anh em mình nha. Quá tuyệt vời, thủ dân quá dữ, quá êm. Nói chung thì mình làm clip giàu nghèo này thì hên xui may rủi nha bạn. Anh em nào lọt vô giàu được thì ăn sung mặc sướng nha, còn ai mà lọt vô nhà nghèo thì ăn sướng mặc sung nha bạn. Nói chung là vậy thì anh em mình chơi định mệnh nha. Thì có khi thì mình cũng nghèo mà có khi thì mình cũng giàu. Hồi năm ngoái các bạn thấy đó, trời ơi là trời, mình không có nghèo miếng nữa, nghèo mà tới nỗi mà nghèo mà mắc keo, có cục thà leo cũng mắc nữa, tới chi mà tới giàu. Có năm nay là đầu năm tới giờ là mình hai lần vô nhà giàu liên tục rồi nha bạn. Thầy thấy cũng có lý đó. Im á. Mình cũng muốn vô nhà nghèo lắm để cho mấy anh em mình được sung sướng, mà mình đâu có qua sắp đặt các bạn, đâu có sắp đặt được đâu. Cái này là mình chơi hên xui may rủi mà. Bởi vì anh em mình chơi thật 100% mà làm sao mà có nhường lẫn nhau được. Ai vô đâu thì người đó hưởng nha bạn. Bởi vậy buồn thiệt chứ, không biết hai anh em đủ tiêu nãy kêu sụm hết trơn sao không nghe lên tiếng, chắc đi săn bắt hay lụm gì vòng đây rồi. Bên kia thì lẽ đang nấu lẩu nha. Chợ chính thì anh em mình sẽ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bây giờ qua đây chắc mình lấy vật dụng của mấy anh em mình lưỡng sĩ hết luôn quá nha bạn. Đây nè, cái gì mà bánh trái mì xúc xích gì tùm lum chứ, không lẽ giờ mình lưỡng sĩ luôn chứ. Con lon xì tiền không lẽ mình bước. Trời ơi, xin uống rồi. Á đùi vậy à, đỡ còn lưỡng luôn chứ. Thôi nói chung thì mình qua đây mình tham quan cái chòi của hai anh em mình thử coi tối nay anh ăn ngủ như thế nào thôi nha bạn. Thì vậy thì mấy cũng yên tâm rồi.
nó chưa cũng cứng cáp rồi. Tối nay mà đốn đóng ung ở đây nữa thì nó đâu có mũi đâu sợ, cũng ngủ quy vu nha bạn. Thôi bây giờ mình trở về bên liệu mình nha, để hội vô nó mắc 3kg vàng, không có tiền đâu bình thường nha bạn, thì bởi vậy phải căng à. Đây bây giờ cái nồi lẩu mình nó chín rồi nha bạn. Ủi rồi ôi, đây nè đây nè, à sao không quay cẩn thận nha, vô đó nè, nổ các bạn thấy không, cái lẩu nó sâu á thì thôi chứ các bạn thấy sâu không. Trời cái đầu hồi nãy mình mua nó bóng hới nha bạn, giờ đen ớt sệt ta không có đen nữa nè. Đây gồm có là tôm nha bạn. Quên hả, mình cúng cho bạn đi, bạn gấp ra đi, gấp cúng đi, gấp đi. Đó, bây giờ mình sẽ gấp cúng lại nha bạn, đó cá hầu nha bạn, con thơm đi. Để coi còn hồi nãy cái miếng trắng trắng là cái gì ta, mất luôn. Đây mấy bạn chờ mình cúng ông bà cái nha mày. Bây giờ ông bà xong nha bạn, bây giờ tới mình ăn nha mày. Hồi uống nó ngon làm sao. Ngon anh trai. Cá hồi đó anh trai, đây nè. Trời ơi tới rau nha bạn. Trời ơi biết cá hồi thật ngon trời. Cái mang cá hồi không? Đúng rồi. Ủa. Chấm vô đây nè. Ô chấm đâu? Nước mắm nè. Ồ. Ây da. Rớt luôn cháo rồi. Vuốt tay rồi hả? Hay quá. Mời tất cả bạn nha. Đó. Mời em xạm. Vô. Wow, có thể không anh trai? Cái máy làm sao? Anh tám cái mà em gung tay cái máy mình giật luôn, thứ gì chú đổi? Oh my gosh! Nó béo làm sao? Mừng nè, mời tất cả bạn nha. Vũ, quá gì? Gì vậy? Mày hãy hạnh phúc khi vô nhà giàu không? Hạnh phúc quá, hạnh phúc. Quá hạnh phúc rồi đó anh trai. Cái mình là cái năm nay là giàu không có mày mà. Là nhân phẩm cao. Đúng rồi, nhân phẩm cao, lúc nào cũng được ngon. Năm nay tôi với ông là đẻ bọc điều rồi đó. Năm ngoái là quay phim nó đẻ bọc điều bạn, năm nay nó là đẻ bọc phi long rồi. Ừ. Tới mình là đẻ bọc điều nữa chứ. Quay mà chứ nhà mà ngày qua được, ngày qua té là quá trời. Hồi năm ngoái là cái ông cam á, ổng giàu xuống luôn á. Chỉ có nghèo là chỉ có ba mình thôi mà. Rồi vậy, anh thấy cái lẩu này được không nè? Biết, ngon. Đâu mày vớt là cho bạn xem cái lẩu mình con trống có nhiều không? Hớm nè. Ồ, nhiều lắm bạn ơi, nó cá hồi bạc da luôn. Cá hồi nè. Ồ, hến mực nè. Mực nữa. Còn hến nữa. Tới gáo à. Hến rồi. Chắc tao tèo héo nặng túi chứ đá đại dương chứ gì chứ đâu. Làm gì mà đây nè bạn. Hến nó bự nè bạn. Nó tèo hết bự cái mát kìa. Nó tèo một anh trai. Ồ, kìa mà. Im chứ ta. Cá hồi là không béo còn gì nữa, béo. Thì dắt này dắt chiều nha bạn. Chiều anh em mình sẽ ăn lẩu nha. Ăn cái này gọi là ăn hơi nặng nha bạn. Hơi nặng. Hồi nãy mình ăn tối nhẹ. Hồi nãy mình ăn nhẹ rồi giờ mình ăn hơi nặng. Tối nay mình chơi thì giữ lắm nặng luôn. Cán luôn. Thì đó. Các bạn nha. Nói chung thì mình cầm máy quay nó hơi rung lắc nha bạn. Dưới mình cái miệng mình thì hơi tí li hơi nói chuyện nhiều, các bạn thông cảm gì đừng chửi mình hơi nói nhiều nha bạn. Hồi đó ông để cái mỏ ra trước mà. Cái quặng ra trước. Mày bởi vậy ngon. Tối nay mình với lẹ sẽ tá túc trong cái liều nha bạn. Đó. Xin lỗi các bạn là liều đó. Ông nhớ cái liều làm sao? Nhớ à. Bữa hổm là nó đi, đọc biển đó. Đi Phan Thiết, đi biển Phan Thiết nó dân. Cái gì ạ? Dân dưới biển nè bạn, nè cái liều này nè, bởi vì giờ còn cát không? Cái thèm hết chứ. Đúng là cái liều cái cát không mình chứ. Cái lời cát không nội ơi. Cái cát không. Quen ha. Nhiều lắm anh trai. Đây anh em mình vừa ăn mà vừa đốt lửa liu riu đây nha bạn. Nó nóng hẩm là ăn hơi bị tới gáo đó. Đợi tôi lại thêm cái nữa coi. Kìa em lấy chết, gấp chết, em gấp chết, dầm với nước mắm cái đi. Vâng. Có chớ kìa. Ồ. Nó này bạn. Ở trong lẩu có chớt sẵn nha bạn. Đó. Quá êm. Trời ơi. Ồ, vậy là cái ca này vậy ngon chứ. Wow. Trời ơi. Ốc xà bơ ốc cầm quá sao nói ốc xà mới. Quá không nổi hả? Ây da, nó ngon làm sao. Ôi trời ơi. Mời tất cả bạn nha. Tới một chuyện với anh Lạ. Ui cha, nó làm mình rung tay chơi bạn không? Mình hiểu cảm giác của những bạn quay phim mà cầm máy quay mà nhìn người ta các bạn. Trời ơi, trời chịu nổi đâu, mình đứng sau lưng máy quay giờ mình chịu không nổi luôn đó. Ôi, mày tám cái là tao chịu nổi anh Lạ ơi, chắc chết rồi anh trai ơi. Coi giờ gớt cái bao vô lỗ ăn chay. Gớt vô cái tàn mạc luôn, cái thứ gì cho nói luôn á. Gán đi, hỏi nó ăn sao phải không? Bằng quán thì lúc nào cũng vậy mà. Lúc nào là mình mập là nhờ mình ăn sao nha bạn, ăn sao là hơi bị mập đó. Ồ, êm đi trời. Ôi dạ. Sao mày manh động vậy ha? Ôi, mới đã. Mình manh động quá. Nói người bạn à.
Đây nè bạn, để mình xuống cái lẩu cho bạn xem nha. Dữ lắm, ngon lắm bạn. Nói chung là màu y nha, màu Thái Lan các bạn. Đã không bạn? Quá. Thì mình nấu xương xương gì cho nó nóng nóng là hoài mình ăn ngon nha bạn. Đó, cá hồi các bạn hãy nổi lên trên mặt rồi. Quay. Đây nè, đó. Đây bị nhiều luôn ha. Hai anh em mình ăn cái lẩu này thì tới chỉ còn gà Mỹ luôn, chứ hến nó ngọt ghê luôn á. Ăn cái này là có con chuyện luôn á. Ông biết sao mà hai cái bạn kia trốn đi không sao? Dạ. Ở đây chịu đâu có nổi. Tại vì nó đi săn bắt hai lụm hay đậu tiêu à. Mình cũng không biết nữa. Chứ không đi cái ở đây cũng buồn lắm sao? Buồn ha. Cà phai mình ăn lẽ dạ. Hai nó nằm ngủ. Đúng rồi. Bởi vậy không biết là nãy hai anh em mình ngủ rồi thì hai nó có ngủ không nha bạn. Sao thức dậy gặp hai nó đi đâu có tiêu. Tiêu. Nãy giờ thức, nãy giờ nửa tiếng hồ mà chưa thấy hai nó đi gì, nó không biết đâu có tiêu, không biết. Chắc cũng đi cái gì là đi gì ta? Đi săn bắt hai lụm rồi. Đi kiếm ăn kiếm lợi. Ngon bạn ơi. Thôi tới gáo trời. Từ từ ta. Đừng để kiếm cái vũ thôi. Bây giờ mình uống nước lọc đi. Uống lọc hả? Vâng. Uống lọc và nước đá. Uống lọc hả? Mày uống tương ớt đi. Tại mày uống tương ớt đi. Đủ. Uống sữa luôn đi. Vâng. Uống sữa đi. Uống sữa đi. Đó. Mời tất cả bạn uống sữa nha. Trời ơi, trắng nè. Quá êm trời. Thôi tới gáo dữ không anh? Ngon mà cái bỏ nó như là cái quặng Atula trả sệt đó. Mời tới gáo bạn là chén thứ hai nha. Đồ, hơi bị tới gáo nha mà anh. Quá dữ không? Trời trời ngon. Quá em. Rồi mời các bạn chéo qua nha. Cái uống thứ ba đó hả? Các bạn nghe chiều mà cái con gì nó kêu không bạn? Cái con nhóc nhen. Chim. Nhúc nghe kêu. Ớt thì thèm hả? Đây làm bên cục cái hồi đó có anh trai. Mực à, từ. Mực hả? Ừ, mực đó. Đó mới gọi là mực đó. Chấm vô nè. Đó. Mời tất cả bạn nha. Tình cá thiệt vậy trời. Quay im. Quay vậy ta. Sao cái gì mà ăn nghe giống cái mùi mực cái trời. Ai chắc mực không? Chắc không làm. Thịt luôn, không khác chút luôn á. Mà đã. Im ha. Để kiếm hai ba con hến nữa bạn. Con này đỏ rồi nha bạn. Cua đỏ nè. Hến này dớp mới dớp được bạn. Ba con. Cái được ba con hết luôn hả? Đó nè. Quá im. Mời các bạn hai con hến nha. Im ha. Đó. Tới gáo đi trời. Ủa húp gục gục nha, im chứ không anh? Năm. Hả? Ông ghét cái máu em nè. Vô ăn chúng tôi. Ăn luôn ha. Thôi thì nè các bạn ơi. Thì anh em mình xin phép được gác lại máy quay chút nha. Để mình với lẹ sơ tái cái nồi lẩu này cái nha. Rồi tối nay các bạn đón xem tối nay nha. Tối nay anh em mình sẽ làm một bữa tiệc đêm rất là ngon lành hoành tráng luôn. Các bạn hãy theo dõi tới tối nay nha bạn. Làm sao? Phải nói là barbecue là không có tuổi luôn. Không có tuổi lời gì chứ cái bữa tiệc tối nay của mình dân lẻ cho các bạn. Bởi vậy một triệu bạc thì nó rất là nhiều nha bạn. Anh em mua rất là nhiều đồ luôn. Bởi vậy các bạn tối nay các bạn mình sẽ để các bạn ăn bủ phê luôn, ăn mà quải trưởng luôn á. Ăn mà nhất trụ kinh thiên luôn. Họ nói chung thì các bạn hãy đợi tới tối nay nha. Anh em mình sẽ đãi tất cả các bạn ăn những cái món ngon ngon không ngừng đũa với anh em mình nha. Còn bây giờ anh em mình xin phép được gác lại cái máy phim chút. Rồi anh em mình như lẽ sẽ thổi cái nồi lẩu này xong. Rồi anh em mình tối nay anh em mình sẽ chia sẻ tiếp cho tất cả bạn cùng xem nha. A few moments later. Các bạn anh em mình mới về nha bạn. Đi khát nước muốn chết luôn vậy. Thì uống hơi nước đã rồi các bạn ơi. Hay là uống khác mà. Anh em mình đi săn bắt hai lượm. Mà không có săn được con què đó mà. Gì á? Nói chung là anh em mình đi thử coi tham quan tối nay rằng anh em mình đi kiếm có cái gì không? Mà tham quan tới tối luôn mày. Thấy chỉ thấy mấy anh cần khủng mày, con cá dính quá trời luôn mày. Quá trời cá luôn. Phải bữa nào mình đem lưới câu theo là được rồi. Mua lưới câu là được rồi. Mà còn tiền đâu mua, còn 500 đồng mua gì? Lỡ người ta câu dính mình không dính là sao? Mình không dính hả? Ăn mồi. Tại số mày xui mà. Trời chắc vậy quá, thiếu xui hết miếng xui nữa từ đầu. Chứ là nghèo không nè. Nghèo không là nghèo. Tao má. Mấy ông ăn lẩu trong ngủ. Về đi. Ngủ khịt đít bả luôn mày, về thấy em ăn lẩu trong khịt đít luôn. Ngủ luôn. Rồi bển con vét còn gì không? Còn cái xương cũng bỏ hơn trước.
Trời ơi, mình ăn lẩu hả? Gì ta? Này mình ăn có gì hai cái bánh gì đó bạn. Phải lẩu không? Ừ. Không ăn lẩu rồi kìa. Phải lẩu không? Đó. Phải lẩu rồi. Nó khui bịch lẩu rồi. Không ăn bịch lẩu luôn. Nãy giờ tôi có bánh cũng ngon hết. Đồ. Bây giờ mình bánh mình xin lửa thì mình có hùng quẹt đâu. Ai mà ngu như con bò mua đá không có miếng lửa nữa. Giờ bữa bánh xin lửa mang cái mặt dày mặt móc qua bánh xin lửa này trời. Xin lửa gì lấy. Lấy gì bỏ ăn luôn. Còn than không? Đó. Để hết rồi than. Dạ hả? Còn than. Thả ra cái chiếc vô. Để. Thôi còn than nữa. Thôi còn than dữ lắm nha. Chích ổng than. Anh em mình bằng cùng sẽ đo đặt nha bạn. Để không má không có thằng nào mà không có má con đẩy nha bạn, không có má con, không có má con nào mà nhục bằng hai anh em mình chứ bạn ơi. Từ từ không nổi. Giấu ai khiển mà. Không có gì hết trơn. Không có gì hết trơn không này. Mới đi về bắt được vài ký cá à. Bắt mười mấy cái ký cá chơi luôn. Ngoài có. Bây giờ tôi mới vừa xe đâu được ống lửa nè, ghê không? Ôi ông làm gì ông có đẳng cấp xe lửa tôi. Xe lửa. Nè. Nè. Ông thấy con mắt ông đen đâu hả? Ôi. Ra cho mày quan chậm than đó đụng. Ôi chậm đâu. Ông có nha. Ông có nha. Đằng nào ông than đằng đó là con người đó. Ôi trời. Ông có nha, xe nha, gõ gạn cây xe nè. Cái này xe nè. Đốt đi hôm nay. Ta xe chứ bộ. Ta xe. Từ từ từ. Giờ anh em mình đốt đống lửa nấu nấu nước nấu mì nha bạn. Mì ba lấy cái lon này nấu nè. Rồi ai nào thèm ăn, nãy giờ đi kiếm mà. Ôi, mà mãi tại xăng của ta quá trời cá ngoài luôn. Đó, anh em nấu mì xong bạn. Cô ngồi phim chút xíu nấu nha, nấu nước bẩn nha bạn. Hỏi thằng cây đựng cây xúc xít. Nghe ông ngủ phê đít rồi. Thịt đít rồi. Nấu bên nha. Rồi ăn sao nha. Nghe nấu nước nha bạn. Ô, thức hả bên trai? Còn thức luôn, cấm đấm cấm gì không nội. Ôi chết nè, ồ. Đặt được không đặt. Ủa kêu yếu xịu á. Nó đang vào phố gì á. Nó đang đút cho này, đút cho con kia ăn. Thích vậy quá. Đút mồi. Ăn xúc xích à. Không, ơi cò mày có ăn xúc xích không mày? Kiếm cái cò gì vậy? Hả? Nước đổ nước hấp được nữa. Đổ nước hấp cũng được nữa. Ok. Hay quá. Ồ, giỡn thôi. Người ta nói kêu bằng kia vậy. Nhà nghèo không khoáng lắm. Ờ. Nãy ông sợ ăn đi không? Thèm đó luôn. Đi đi. Đồ ăn thì cũng kêu lắm. Tao lẩu này được. Trời bị ngó rồi ơi. Mi là lẩu ai? Nữa không? Nữa không? Nữa không? Nhựa ta, nhựa ta đó. Dạ hả? Ồ, nó gọi là sao á? Tính mà ông ăn nữa, tôi nướng lép lào tôi ăn luôn chứ có ai đâu ăn. Dạo. Mời tất cả bạn qua. Cho mình nước sắp lại. Nè. Mời tất cả bạn nha. Làm nước sắp lại. Ừ. Ừ, ngon. Trời ơi, lẩu ông làm gì ngon bằng nước lẩu của túi. Sao bằng được? Sao bằng mì lẩu thái? Không bằng đâu. Sao bằng chân ca được? Sao bằng được? Được rồi bạn. Ngon á, được á. Nướng không trời? No. Ngon quá trời anh trai. Ăn lẩu luôn á. Ông mấy ông mấy cho ly đi chứ hai thằng cũng mấy sao được. Ờ, cho ly cũng được. Còn cái quần nặng không? Trời ơi là trời. Ly với con chết nữa. Còn cái giúp đứt ăn không? Thôi.
cũng ngon chứ. Ngon. Ừ. Đường nào cũng ngon. Thái mà đường nào cũng ngon. Nói chung anh em mình ăn đặng phấn đấu. Thỏa nào anh em đi kiếm gì ăn nữa bà. Ừ. Hồi sáng anh em mình đi vòng vòng có thấy được một thứ ngon lắm. Tối nay anh em mình cho các bạn coi nha bạn. Vô ba. Không biết ăn được coi không. Ta ăn xong, ta phải tập thể dục. Cho cơ thể răng săn chắc. Rồi nó trong là buồn lập kia mới. Ừ. Ngon quá. Anh em ăn vậy thôi. Vậy là no rồi. Vậy là hạnh phúc lắm rồi. Đó từ không? Một túp liều chanh. Hai thằng gì? Rồi có dầu ăn bển không đại ca? Lấy dầu mì đó đi. Dầu mì sao đủ? Hay lấy nước miếng đó đi. Sao thế? Sao lớn vậy? Nó chân mì nó hơi bị dứt lỗ bán thôi. Nó nghèo gì mới nghèo. Liên kiếp với trời. Bây giờ cho mấy đủ. Cái gì ông nội? Cái khô đủ không ông nội? Có ma trời hả? Trời lớn như trời. Trời đâu hả? Trên đầu á. Ngồi cũng đầu luôn. Mày ăn mày cúng với tao chưa? Chết mẹ rồi. Quên cúng chồng lẹ nữa ông nội ơi. Mày cứ mình cũng dòng lẹ. Mình ông lẹ gì ăn ông lẹ ơi. Anh nói chung là giờ chờ quay phim vô ăn chung với anh em mình nha bạn. À, ủa còn đâu anh em mình? Có hai thằng kêu anh em mình. Bạn anh em mình vòng vòng đi đây ngồi đây không bằng đâu nổi. Thôi hai anh em mình ngồi ăn nha bạn. Không để ăn mình buồn lắm. Giờ mình lấy cái đèn pin điện thoại mình gọi vòng vòng mình kiếm coi có ăn không nha bạn. Nãy giờ anh em mình ăn xong cũng cỡ gần nửa tiếng rồi bạn. Bây giờ anh em mình đi chuẩn bị cho có nhện nè. Đủ. Giờ anh em mình đi chuẩn bị cho bữa tối nha bạn. Quỷ thứ à. Quỷ thứ à. Quỷ thứ à. Hai thằng nó bốn với trời. Anh em mình đi tìm có gì ăn được không nha bạn. Rồi. Cua ốc như hay là ma gì đó. Đủ. Nó hết muốn đi rồi cả. Hay dạ hay dạ. Anh em mình gọi mấy cái đường nước đang lên nữa bạn. Kiếm coi có cua gì nó lên hay không, mình kiếm thôi. Chứ gặp ma là ông nội mình cũng chạy. Tôi đi gặp rồi. Đây có ma đâu rồi. Ôi. Đó có người hắt cổ đây. Đây. Tôi chạy chết. Đó nó đùa ma. Trời vô cha. Mày ổng ở trong kia nha bạn. Đây. Trời tối rồi bạn. Đây dính một con cua nha bạn. Đi. Nè. Đi. Ôi, ôi nó kẹp. Ồ, một con cua nha bạn. Ờ mò nó giờ anh em mình dính được hai con nha bạn. Con nha bạn. Đây. Ồ, nhưng mà cái con không? Cái con này nó có con cua con trong đây nhóc cho nha bạn. Ồ. Đây. Giờ anh em mình sẽ thả con cua mẹ cho. Thả cua mẹ đó đi. Thả cua mẹ nha bạn. Ừ. Đây, giữ lại con cua này nha bạn. Ok. Này, cua mẹ có con nhiều quá nên mình thả không, nó đẻ rồi bạn. Không bắt được bạn. Ừ. Thả nha. Đói chứ không bắt con này các bạn. Thả nha. Thả đi. Ok. Ủa tệ quá trời. Đây, dính được con nha bạn. Ồ. Con này cũng ăn được á. Ăn được 3 ngày 3 đêm chưa hết hết đó. Giờ anh em mình sẽ đi kiếm nữa nha bạn. Kiếm thêm rồi. Ở đây cũng còn cái lóc nè, lóc các bạn. Thấy không? Cái lóc. Dính không? Dính. Thôi chạy thôi mình. Đây, dính con cái lóc con nha bạn. Cái lóc tửng. Cái lóc cứng. Nhỏ quá nha ông nội. Ăn được rồi. Cái này là ăn được rồi. Nhỏ quá. Ơi. Giờ đói lắm rồi. Có gì ăn lấy đi. Chứ biết sao giờ được hai con nữa nha bạn. Thì giờ anh em mình sẽ kiếm từ từ coi có bao nhiêu con nha. Đây bây giờ tối rồi nha bạn. Cũng 7 giờ mấy rồi. Bây giờ anh em mình sẽ ốp bạch tuộc để hồi nướng bạch tuộc và nướng thịt sườn ăn nha bạn. Đây, đây là bạch tuộc nha. Đó. Vô cái đắp này hồi chiều đẩy cái nồi lẩu nha bạn nên nó dính nước của nồi lẩu cũng sao. Dù sao cũng ăn vô bụng thôi mà. Đây, bạch tuộc nguyên con nha bạn. Cũng hơi bị bộn bộn nha. Quá im. Đó. Đây là 6 bảy con nha bạn. 6 con. Sáu con thì tao một con mày năm con. Ừ, được á chị chi, được á chi điều không được rồi á điều mà không mấy tôi năm con gửi ông nửa con được rồi nửa con ha đúng rồi tính điều với trời các bạn đừng yên tâm anh em mình không có xả rác bừa bãi đâu nha bạn. Để đây cho mơ sáng anh em mình gom để chơi sạch sẽ hết chứ anh em mình không có vứt rác bừa bãi đâu. Đây bây giờ mình sẽ ốp bạch tuộc với sa tế nha bạn. Đó, một hũ sa tế nè. Hồi nãy giờ anh em mình nhúm thay đây nè bạn. Đây, bây giờ mình sẽ cho sa tế vô nha. Để mình ốp, mình thì không có đồ niêm nhiều bạn, chỉ có một hũ sa tế nè. Thì mình ốp sa tế với một ít nước mắm thôi là mình nướng ăn được nha bạn. Cái đậu xanh cái hũ sa tế này. Mình đi bên đây chỉ có những cái này thôi bạn. Thiệt hả?
không có mấy này được không? Được. Tại vì đồ buồn ngọt anh em mình không đem theo chơi gì giàu nghèo. Cái đó không có được ngọt nha bạn. Đây bây giờ mình sẽ cho nguyên hũ cho tới mà ốp bạch tuộc luôn nha. Rồi đắp đều đi nào. Salad salad kia end được không? Salad salad. Đây bây giờ mình sẽ cho thêm tạm đặt luôn các bạn, thêm vài giọt nước mắm nữa nha. Hai đại ca đó đi săn bắt hai lượm nữa vậy. Một đi nữa là ở mất tiêu rồi. Bộ làm như ăn có mì rồi mà sao ăn nữa đi kiếm trời. Chắc là hết, thế nhất là được đi săn bắt hai lượm. Bắt hai lượm mới vậy. Đây bây giờ mình sẽ trộn đều lên để hồi mình sẽ nướng thịt sườn chứ bạch tuộc luôn nha bạn. Đầu cũng mềm lắm bộ. Người ta nghèo chứ đây chứ người ta chảnh lắm nha anh trai. Chảnh lắm nha. Mời ăn không ăn nha. Không mà chứ phải vậy mới hôm nay chứ anh trai. Ai như tao mà xin miếng mì ăn nữa. Đây. Ướp lên. Ướp sao mà cho nó thấm đen như lộn chứ không sao. Đen thụ lùi như cục bùi nhùi luôn nè. Thế chân hũ cho tới cũng hơi bị nhiều nha. Có 6 bạch tuộc mình chơi nguyên hũ cho tới này cũng hơi tới đỉnh nè. Kể trong mình đang trong thử thách vàng nghèo nên là không có đủ gia vị, mong các bạn thông cảm nha. Thì mặn mặn cay cay là anh em mình xếp và sôi được nha bạn. Đó là muốn được rồi. Rồi để đi đúng 15 phút nước. Đây bây giờ anh em mình sẽ để đây nha bạn. Đúng 15 phút nữa cho thấm đi rồi cho than tàn hết rồi anh em mình sẽ nướng nha. 16 phút là hư liền. Bên đây nó có nguyên bọc thịt sườn nha te. Đâu ông mở ra cho mấy bạn coi luôn. Thịt sườn này là ốp sẵn rồi nha bạn. Giờ chỉ có ông nướng lấy cái miếng này nè. Ông lấy cái miếng này ra ông để lên nè. Vên. Được. Vên. Chính xác. Chính xác. Tới tay còn 2. Tới tay còn 2. Đây bây giờ mình mượn đỡ cái hộp xốp này nha bạn. Để mình bỏ thịt sườn ra để hồi mình sẽ nướng luôn nha. Cho mấy bạn thịt sườn được cái ngon được cái nào. Ngon á nha, thịt sườn này là gia vị này là ở ngoài siêu thị người ta ốp sẵn hết trơn nha bạn. Giờ là chỉ có nhiệm vụ là mình đưa lên. Sao? Mình còn hai bịch chút ít nước nữa kìa mà ăn còn chả lụa nữa. Chả lụa nó ăn hết luôn á. Còn hơi bị bộn luôn, hơi bị tới gáo luôn á. Đây bây giờ mình sẽ đổ thịt nướng ra nha bạn. Thịt nướng này nó ốp sẵn rồi nha. Hay là cái mai mình nướng mình ăn sáng thôi. Nhiều lắm luôn, ăn hết đổ hết. Hay đã không? Không? Hơi bị tới gáo không? Thịt sườn mà nó nguyên tảng bự nha bạn, nguyên miếng cốt lết á. Quá đã, người ta ốp xong hết trơn nha bạn. Mình chỉ để có than là mình bỏ nước 5 miếng luôn hả? Mà sáng tôi mua đúng 1 ký mà. Trời ơi, nhét te hả? 1 ký đẹp ghê vậy. Cái này chắc không tới 1 ký mà đâu. Nè, 5 miếng nha bạn. Đó, 5 miếng thịt và một đống bạch tuộc này. Anh em mình sẽ làm barbecue tiệc nướng ban đêm nha bạn. Barbecue nha anh. Tối nay mình sẽ ăn bạch tuộc nướng và sườn nướng ăn với bánh mì sandwich nha bạn. Sandwich. Uống quà dở nha. Quà dở. Đó, quá đã. Ồ, hai miếng. Nói chung là cái này là barbecue là không có tuổi với anh em mình luôn mà. Cũng hấp dẫn không bạn nè. Đó, bạch tuộc mà mình nguyên con mà mình ốp sao tới nó đỏ nè. Nguyên con đàng hoàng. Đây bây giờ mình lửa than tạng cho các bạn. Giờ mình sẽ nướng thịt sườn nha. Wow. Ủa các bạn thấy sao, im không? Quá đã. 5 miếng thịt sườn ghé mà cả này ăn thịt không cũng no nữa chứ chi mà cơm nước gì các bạn ơi. Để cho nó xác xác không sao để chắc không đủ á. Sao không? 5 miếng thịt sườn thôi mà. Bye bye kêu. Ta có cành hết mà. Trời ơi. Tới gáo không? Tới gáo má ơi. Mày bởi gáo luôn chứ tới vậy trai. Cái này mà nếu mà đi ra tiệm kia mà một dĩa cơm 40 ngàn là được miếng mì lớn nè. Mày sắp mà sôi luôn nè. Ủa, 4 miếng sườn cốc lết nha bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ kẹp lại nha. Mình nướng vào cái dĩ này mình có hai bên tiện lại cho bạn. Khỏi cần chở. Đây. Gà vô đây cái là cứ lật qua lại lật qua lại. Lật qua lật lại luôn, cứ khừ như bạn mà người nào chín cái thì đem xuống. Đó. Hiểu không? Quá đã không bạn. Mình có nhiệm vụ mình chỉ Trời ơi, sao không ra miếng nha ông nội. Ông giống lật qua lại chứ không sao. Mày giống lật qua lật lại trời. Lấy nước từ sáng giờ rưỡi đi, hồi sáng nhà nó cũng thấm mà không sao đâu. Lấy nước rồi. Tình nó buồn, để mình gấp ba cái bụi này ra cái mình rửa lại nha bạn. Tại lá cây cũng không có gì gọi là dơ nha. Trời ơi, bắt nhau đi trời. Tới ngáo rồi chứ. Này thì lật qua lật lại nè. Lật lại nè, đây mình rửa coi nha bạn. Không, sáng nhà thấm lắm rồi. Rửa xương xương rồi ăn cái rồi mình nướng lại nha bạn. Trời trời rớt sò với rớt cái thịt mà muốn đứt ruột đứt gan luôn thiệt tình chứ. Ở đâu mà tự nhiên trời rớt xuống cái bẹt vậy. Mình thấy hàng cua nè bạn, ai cũng có một hàng cua luôn chỗ luôn nè. Ừ. Hàng cua còn xíu à. Xíu à. Hàng có đỡ không? Đây không? Đây không? Quá
hai thằng con nha. Chạy dưới mày để còn ra. Con nữa còn nữa nó chạy nó chạy con, tôi để nó rồi con đây nè cua gì chút chút không hả ăn được rồi à, có được không ai 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 này ba con rồi các bạn cua này vô dưới xong để vô lon luộc không để lon ơi nướng cũng được nữa nướng hả ừ. Ok xiên que nướng đi ừ xiên que nướng là luộc cũng okay. Được ok tiếp nha bạn nữa nha. Đây, anh em phát hiện con cua nha bạn cua này nha bạn này bạn chụp nha đây này hộp con cua này anh em ơi ơi nó chuẩn bị bò ra rồi bỏ vô đi bò ra không không không, không. Này cái nấu nguy hiểm nên mới lụm nha bạn nó bị đẹp chứ hả đây được mới nha bạn. Đây bạn anh em mình phát hiện ổ cua luôn nha bạn. Lấy một con. Quay lại. Đây con nữa nha bạn. Đó, vô luôn đó, bạn thấy không? Ok. Ôi được, hơi bơ rồi hay. Trong đây cái hang đó nè bạn. Nó nhảy ra, trong hang này, trong hang này. Bò mò trong hang, này hả? Ừ, trong hang này. Con, có hang một cua bự lắm, học vô á. Ôi sâu quá vậy. Sâu thôi, bỏ đi. Sâu quá. Ồ, được mới cua nha bạn. Sâu rồi. Được một mới cua nha. Dạ, được kiếm. Đèn con nữa bạn ơi. Bạn thấy không? Không thấy. Các bạn không thấy quá chắc đèn mờ quá trời mờ. Đây nè. Rồi chụp nổi. Ê, dạ dạ, đi, đi trốn. Đây. Kiếm con bọn nha. Ủa, được nó mà hiểm nha bạn. Con bạc. Không phải. Ủa, cái bóng cây. Bóng cây đó nữa, nó tới nữa chứ. Đi lên mà. Còn nãy giờ được 3 con nữa nha bạn. Ừ. Này mình vụ hết ruộng rồi luôn nha bạn. Ê, được một đống rồi. Đi xuống không có không? Được rồi, không có đâu. Để chút nằm yên không bỏ đâu. Kiếm được không? Rồi, được rồi. Nó không ăn gì. Rồi, ơi. Nhiều lắm hả? Rồi, được rồi, đi về. Đi về ha. Về, như đây mình ăn đủ rồi. Về đây ha. Tại vì có hai anh em mình ăn. Hai anh em mình ăn. Okay. Anh đang ăn đồ đồng đúng rồi trời. Đi, về. Ok. Đây, thịt sườn của mình nướng nãy giờ chín rồi nha bạn. Bây giờ mình lấy đũa mình gấp ra nha. Ồ, đũa mới là hoàn toàn nha bạn. Mới 100%. Tại lúc chiều anh em mình có mua một bó đũa rồi nha bạn, đũa sạch 100%. Anh có biết cái câu chuyện bó đũa không? Đũa, bây giờ mình sẽ khay men thịt cho nhà trầu bún dữ à. Đỏ vàng khè nha bạn. Tối mà giữa vườn qua mà có thịt nướng này thì còn gì bằng. Cái này là đựng cái nho chiều nha bạn, bởi sạch mình sẽ bỏ ra đây luôn. Tuyệt vời không? Thâu. Oh my god, con trai ơi. Đây. Ngon nè, bóng bẫy luôn nè. Không có 5 miếng thịt chập bánh lửa nữa hả? Tới tay còn 12. Tới tay còn 12 nè. Đây 5 miếng thịt chín cho nha bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ qua đây để mình nướng bạch tuộc đây nha. Bạch tuộc. Đây đũa ăn sạch nha bạn, để đây. Còn đũa này là đũa nướng bạch tuộc đây. Bây giờ mình bỏ bạch tuộc vào nướng nha bạn. Đó thấm nãy giờ rồi, là hơn nửa tiếng đồng hồ thấm dữ lắm, thấm luôn. Tới tay còn 12. Tới tay thấm luôn rồi đó. Đó là nó săn liền không? Săn liền là xiên lặn. Trời đâu có con bạch tuộc mini nữa. Con này đẻ ra nè. Đó gì? Đó con bạch tuộc cha. Ủa, con có nguyên bèo tụi con với con trai với con mẹ. Đó nè nè, con trai nè. Đó. Vậy là tới 7-8 con là con trai chứ không phải là 6 con. Tới con chuyện. Quá đã. Tới tay con 12 nè. Tới chân con bạch ba lưng nè. Quá đã. Rồi bây giờ mình sẽ kẹp lại y rũ nha bạn. Nướng bạch tuộc cái nữa là chính bạch tuộc này là có thể mời các bạn cùng thưởng thức rồi đó. Đây giờ lên cái rồi, khe men cái khô nha. Tuyệt vời mặt trời nè các bạn. Quá đã. Hai ông nội nó bộ đi lát xịt luôn hay gì. Không biết đi đâu mất tiêu luôn không biết nữa. Nó đi dài dài kiếm mà này kia săn bắt hay là mình sẽ đóng tiêu không biết nữa. Chắc bị ma giấu gì. Không biết đi đâu mất tiêu buồn thiệt chứ. Nghĩ sao bố anh em mình cùng chung chiến tiến thì sao gọi còn có hai thằng mất tiêu. Đi phương trời đi đất nào không biết nữa. Thôi các bạn chờ mình chút nha, để mình nướng mấy con bạch tuộc cho chín cái nữa là anh em mình có thể mời tất cả các bạn cùng thưởng thức tiệc nướng barbecue ban đêm với anh em mình nha bạn. Ngon tuyệt vời nha bạn. Bạch tuộc nướng sa tế
thịt sườn cốc lết ốp sẵn nữa, thứ gì cho nổi. Thôi ăn với bánh mì sandwich, uống nước ngọt hòa với ớt rồi đó. Trời ơi, lúng cái đầu luôn. Cuộc đời rất là hạnh phúc, làm sao ước gì lần sau mình giàu nghèo mình vô giàu nữa nha bạn. Đó là cái chắc rồi. Cho nó phủ phê nha. Thôi các bạn chờ anh em mình nha. Không biết là hai người anh em mình không biết đi đâu tiêu không nữa, mất tiêu luôn rồi. Anh em mình nướng chín thịt coi có gì tới không, gì kia tới mình đi kiếm nha bạn. Không biết có ma giấu trong bụi đế không cho bắt tiêu không nữa. Bà ra bụi đế chứ luôn. Xin hết ra đi. Thôi các bạn chờ anh em mình trong giây lát nha. Đói rồi anh trai ơi, đó anh trai làm cái gì vậy? Ôi, làm cái gì vậy? Quay làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Ôi đói rồi mấy anh trai ơi. Ôi nhìn ngon quá à. Bắt cái gì không? Sao ngon mà có tươi? Ủa? Bắt cái gì của á? Đồ đóng luôn. Con nhóc luôn. Tới gáo đi trời. Mà tại vì hai thằng ông không hết, bởi vậy mới bắt vô đây thôi. Đồ. Vậy. Trời ơi, cái này nè mày nè. Sườn nướng nè. Ai thèm bữa nay mình ăn đồ đồng. Đồng. Bánh đồ nướng nè, không có miếng cua đồng nữa hả? Đồ vậy. Đồ anh trai. Nè. Rồi. Cái này không có ngon đâu. Nãy giờ đi bắt cua hả? Ừ. Trời. Ê, con cá lóc hay vậy? Ủa? Con cá lóc tửng đó nè. Alaska hả? Cua bắt cua Alaska hả? Cua Bắc Kinh. Bắc Kinh hả? Bắc Kinh. Trời. Bây giờ mình nướng cua mà. Ơi. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Thả đất đi. Để đất nó chạy. Mẹ đi. Tôi buồn rồi. Mở nó không nhả. Buông đất á, để đất này, để đây nè. Trời ơi, coi đó, ủa trời ơi, ông nổi mày. Anh em mà giờ anh em mà xử lý hết đống cua nha bạn. Ôi trời ơi, nó kẹp. Đây, bạch tuộc của anh em mình nó đã chín luôn nha bạn. Nướng từ khi mà nó còn bự chà bá như tảng đá mà bây giờ nó còn teo héo như là cái lợn béo vậy. Còn nữa đâu mà không chín bạn. Gì vậy trai? Hai anh đại của mình đi bắt cua về tới nha bạn. Không biết nó bệnh ở đâu ra được một cái nấu bảo hiểm cua ghẻ mạt à. Cua lý gì trời, đi hết giàu nghèo, vô nghèo, ăn cua Alaska, không có miếng cua nữa hả? Cua lý gì trời, thôi anh em mình lỡ rồi khổ khổ ăn bậy thịt nướng và bạch tuộc nướng nha bạn. Khổ ăn bạch tuộc nướng và thịt sườn nướng. Đây bây giờ đồ bạch tuộc nướng chín nha bạn. Giờ mình sẽ gắp ra chung với thịt sườn luôn nha. Ồ, em biết trời. Cái này không im gì quá im nè. Đêm nay là mình với lại hai anh em mình mà dò vớt cái bụng của mình tuộc dưới đất luôn. Có mà tay chân mà sao mà mới bị rung 107 vậy ta? Chắc là ông thiếu vợ, ông vợ ông thiếu vợ ha. Thôi bây giờ anh em đã nướng chín hết trời nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ cúng cho ông bà đây một cái, rồi anh em mình sẽ mời tất cả bạn cùng ăn đêm thiệt nướng bye bye cà kêu với mình nha. Dẫn công cho đây, bây giờ anh em mình sẽ ăn ăn tối nha bạn, cùng thịt sườn nướng và bạch tuộc nướng nha. Ồ, thì mình sẽ ăn với sandwich double kêu nha. Đây bây giờ mình sẽ lấy một miếng sandwich nha. Ồ, một miếng sườn bỏ lên. Đây bây giờ mình sẽ ăn thịt sườn nướng trước nha bạn. Đó, đây. Mình đắp cái thịt sườn đây nè. Cái này nó hơi đen đen, mình nên bỏ đi để mình sẽ bị ung thư buồng trứng nha bạn. Bỏ miếng sườn khét. Ông xịt một miếng tớn lên vào vòng nữa. Dùng với mỡ rồi. Không tìm gặp đâu. Ăn thêm nó đi. Ăn anh lại gì bệnh mà bập bùng nướng, nướng bia trong mà đêm nướng gần vậy trời. Đang chuẩn bị nướng cua BBQ. Đang định ăn. Làm miếng thịt đi chứ hả? Sao mua ra cái gì? Đây, thịt nha bạn. Nè, bắt đầu mình chơi nè. Úp xì ba la bầm nè. Các bạn thấy tới không chuyện chưa? Nè, lấy thêm miếng nữa nè. Úp lên. Kẹp lên nè. Ôi. Ôi. Ăn sao mà ăn. Ăn sao ăn, chơi vậy sao thắng. Đứng ra đường ăn, cái này kiếm lời chứ đúng không nè. Nhìn gì cháy. Nhìn gì vậy? Đang thèm, đang thèm. Làm gì? Chi chu mổ không nổi. Ủa, ta có quyền ta nhìn chứ. Mình có cua BBQ mà. Nè, mời anh em biết nè. Thôi, bả đồ quỷ đó, ai đồ cho. Mẹ, cái này, Trời, khỏi ngại gì, giờ này mà. Ê, đừng. Đừng. Giờ này mà nó còn gì? Sĩ diện cái trời, đủ vậy hả? Sĩ diện tầm nạn trái. Chạy theo cho sạch. Gắt cho đôi. Gắt này mà còn sao mua ra cái gì nữa? Sao mua ra cái gì nữa? Cái giờ có còn cái quần đùi nữa chứ còn sao mua ra gì nữa? Đùi vậy à? Sandwich nướng đó. Giờ này mà nó còn sĩ diện. Á đùi vậy? Sĩ diện đi tầm này. Ờ sao? Đúng không? Sườn nướng đó. Sườn nướng đó.
Đây bây giờ mời các bạn cùng ăn sandwich với sườn nướng với mình nha bạn. Đó, đây mời các bạn nha, quốc nè. Nhớ lá họ cắt cái miếng nào dục đó. Nè. Trời ơi nó ngon. Tóm vậy trời. Nhân miếng mau. Tu. Mấy mấy ông anh mấy bà chị nào mà ốp thịt ngon trời. Em quá ta. Thịt bí bí quý đây. Quý. Ăn ngon không? Thịt dạ mặt cơm. Sườn giòn tan không? Tả làm sao nữa. Cặp cái nè. Dễ ăn chưa? Không miếng giòn nữa hả? Thương á. Đó. Đó. Đỏ phơi phơi. Rất hợp nha bạn. Thâm quýt mà ăn với sườn coi bằng nè. Bằng cái nè. Không biết chảy chảy hả? Đúng rồi hả? Thả chỉ no là được. Cải cải tay ta chỉ đâu. Đây mời bạn nè, quặt thêm cái nè. Rồi rồi khui là bia đi chơi. Khui bia làm là mời mời mấy bạn đi ăn nãy giờ. Dính rồi mà vô miệng vô mồm luôn. Nè, lại thêm cái nữa bạn. Tao vô nó ngon làm sao. Chưa mà hồi nó còn một cái thứ mà chán miệng rất ngon luôn. Từ đó chín các bạn ơi. Để mình gửi lên cái nè bạn, để mình khô bia. Bật nắp quan tài tìm em chú vọng cái nè. Có đã không? Nè ông bà gì uống nước ngọt coi nha. Có đã không? Coi chừng đổ nha. Ủa, tiếp tục nè bạn. Thật quá đã. Ngon thịt chưa không? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Rồi mình cho xuống xuống ao nè. Bấm. Đi ghê chưa? Dạ. Dư ghê xuống nữa là bấm hả? Dư ghê xuống tới nữa là bấm hả? Đâu chọn cái đâu sao? Nấu hình không? Nấu hình. Em. Món này em nha bạn. Sườn nướng. Ai đâu mà ăn? Mày đâu biết hưởng thức là sườn nướng mà ăn với bánh mì sandwich là vậy đâu. Mày là sao bu ra cái gì rồi? Cái gì? Ở đây thịt nướng đó. Có lão. Này nè, con sao dục ngay tẩm này nha bạn. Nào mình dục ngay cái hình luôn nè. Bùm. Ồ, go. Đây mời các bạn thêm ăn một lon nước nữa nha. Hồi sáng thì chưa chứ, anh em mình có làm một lon rồi. Bây giờ mình làm thêm lon nữa các bạn. Đây vô nè. Làm mấy đêm sao? Các bạn nghe mình ở một hơi ông làm gì ông ăn được cái đồng đồng tươi. Tao không có đồng, tao có đồng biển à. Tao có bạch tuộc à. Rồi là ông làm một miếng dưa bạch tuộc đêm sao? Khỏe bạch tuộc anh trai, khỏe ăn được á. Đây bây giờ mình sẽ làm thêm một cái sandwich với bạch tuộc các bạn. Đây. Bạch tuộc nướng nè. Cởi ai chị? Cởi người ta, cái gì đâu người ta. Cải nó tao hết cải chỉa lắm. Đây, bây giờ mình sẽ cho thêm một miếng tương ớt nữa nè. Chết. Rồi ra đây. Nhiều quá nên nó không ngon. Sao mà không ngon được anh? Làm sao mà không ngon? Bảy liền. Đây kẹp lại cho bạn. Đó giống như là ba tay kẹp thịt vậy đó. Đây, mời các bạn thêm một miếng nữa nha. Ngon làm canh đạo nè. Bà chủ làm sao á? Quá đã. Ở trong bụng của mày luôn mà cắn có xị gì vậy? Xít hay sao? Mà cái xít nó béo. Đã làm sao? Nói chung như sợi trứng lên trời. Mình mời hai người anh em kia mà không ăn là mà quá trời quá đất luôn anh em. Cái gì chịu nổi luôn. Vô thêm cái các bạn à. Đã mặt phải xìu á. Bạch tuộc mình ớt sa tế với miếng nước mắm chị bạn cũng ngon chứ. Tuy rằng nó thiếu miếng ngọt thôi cũng êm lắm. Mắm mặn, cay cay. Không có êm. Chắc này mà đi ăn cua đồng trời trời. Có ăn thường các bạn ăn mì thịt thịt hay quay nè, thảo lụa nè. Còn ăn thịt bánh mì với bạch tuộc. Dạng
Phải phải nồi em làm chuyện ấy đó mà. Ngon không ha? Ăn cái độc luôn ha. Muốn cái hết luôn nha bạn. Mời bạn hết luôn nha. Anh thằng trời. Cái mỏ y gan như là cái quặng. Không không phải thiệt đâu. Đọc cho. Nè, trời ơi, xin mời. Nhân trai nè, còn không có trời chơi. Không dục ăn đâu. Không dục nhân trai, chơi không dục ra, đồ ăn. Đồ ăn mà dục bắt đầu dục đây nè. Đây mời bạn thêm miếng nước nha. Đúng là bữa nay mình hạnh phúc biết bao luôn khi mình vô được chữ nhà nghèo quá. Hay luôn, hạnh phúc biết bao luôn. Đi xong cái này về ông lết không? Lên được vài chục ký nè. Mình ăn từ chiều giờ dám lên 2 kg chứ không vừa đâu. Mà ngổ bạn, mình suy nghĩ từ sáng giờ suy nghĩ hoài nó không ra luôn. Tại sao mình bắt vô chữ nhà nghèo mà lại ăn đồ ăn nhiều thế nhè luôn á. Không hiểu luôn. Ông nhà tôi á. Các bạn thấy nó dị hụ không? Tự nhiên vô ô nhà nghèo mà lại ăn như đạn luôn á. Ông nhà tôi á. Ăn đồ ăn sáng không? Không. Nếu như mà hồi xưa mà tôi họ không giàu gì là mình bắt vô hai chữ nhà giàu chắc luôn. Mày sao? Chắc. Khả thi không? Khả thi. Không thấy không khả thi nha anh trai. Trời cho mình giàu là giàu à. Thấy không? Ừ. Của trời cho đúng không? Đúng rồi. Định mệnh đúng không? Định mệnh. Rồi thôi mời đi định mệnh mời các bạn thêm một lon một hộp nước ngọt qua dở rồi đó nha. Rồi rồi. Ông cũng ăn cháo miệng không? Đồ ngon lắm. Ông miệng bắt đầu xanh hả? Ừ, chè đó đó đó. Học ra đi, thôi đi. Bánh hả? Ừ. Sao mình ăn dữ tận rồi ta? Phải tráng miệng chứ. Thấy hả? Ừ. Hồi sáng là mình ăn tráng miệng với nho rồi. Cái hộp cháo mà tưởng ăn luôn á. Đây nè, các bạn mình còn ăn dữ nè. Còn đòn cháo lụa nè. Còn có miếng giò thủ nè. Còn hộp bánh luôn nè, dữ lắm nhiều luôn. Mà sao ăn quản quá ta. Thử tình luôn á. Đây nè, mình còn dữ lắm đậu nè. Xúc xích nè. Nướng nè. Ghẻ mạc không? Dữ lắm nhiều luôn. Thôi mình ăn nói chung mình ăn không hết cho bạn, để đi. Chừng nào mình đói thì mình sẽ ăn tiếp. Còn mình giờ này mình đồ ăn mình thủ thôi. Mình chán miệng thôi đó mà, tối phi mình đói à. Đây. Tiếp tục là mình ăn tráng miệng bánh đậu xanh. Đậu xanh đó nha bạn. Ê cái này là mười mấy năm rồi đó anh trai. Thì hả? Ờ. Bây giờ mình ăn tráng miệng bánh đậu xanh đó nha. Mình sẽ ăn tráng miệng đậu xanh mày. Đây. Mình thay men nha các bạn. Có thể hỗn hợp gì đó. Ủa nó ngon làm gì sao trời? Luôn. Cái thành cục hả? Đúng rồi, khui ra cho tôi. Đây bây giờ mình sẽ mời các bạn ăn một cục bánh đậu xanh đó nha. Hồi nhỏ tôi khoái ăn cái này lắm nè. Gì mày gói kỹ dữ vậy mấy ông anh? Bánh này, bánh gì mà gói trong giấy, rồi gói trong bọc, rồi gói trong giấy bạc nó le bên hộp me này nè. Trời ơi. Ăn được nhiều nhanh trời. Ngon lắm á. Đây các bạn. Các bạn coi thằng cô lẹ nó lúc sáng đi chợ nó siêu thị nó mua bánh đậu xanh lần này nè bạn. Trời ơi. Hồi nhỏ tôi ghiền lắm luôn á mà có tiền đâu ăn. Thì hả? Ờ. Mày nghiện đây hả? Ờ. Hèn chi mày mua vậy. Đây cái này là cô lẹ nó ghiền đó nha bạn. Các bạn nhìn giống gì không? Giống như tiên đơn mà thân thối đăng nhãn hoàng của Tế Điện á. Á đù với ăn tráng miệng cái độ bự hết sệt đó. Tế Điện ngon ngon lắm. Có thiệt không? Thiệt. Thôi vậy mời các bạn ăn bánh đậu xanh với mình nha. Đây đúng đậu xanh thiệt nè. À thử coi. Sao nó mềm xèo nó tan chưa hả? Thì nó mà. Ừ? Thì nó tan mà. Ông thấy sao? Bột mà. Cục bánh này là bột. Đúng rồi. Bột nếp lại á. Ông thấy sao? Thấy nó ngọt ngọt béo thấy không ngon lắm. Ăn gì ăn đậu xanh nó mềm tôi ăn cua đâu mà ăn đậu xanh. anh có miệng cua đúng rồi, anh có miệng cua. nói chung cua là của anh Tát. Của anh Tát trong là cái đầu của anh ta tự mua làm là đó không mình gom rác gọn gàng hết trơn cho bọc trơn nha bạn cứ vô tư mà cho thoải mái. Ở trên lẹ nó rất thích ăn bánh đậu xanh nha bạn nên mình sẽ mình sẽ nhường nó cho nó một hộp bánh đậu xanh luôn nha. Ai giờ bánh đậu xanh này mình nói với bạn ha nó ngon mà dữ lắm luôn nên mình sẽ nhường cho cô lẹ nó ăn hết bánh bịch hộp bánh đậu xanh luôn bạn. Nhưng mà nó ngán không? Ngon, béo, ngọt, thơm. Tại vì tao hướng mày, tao mày là em tao nên tao sẽ nhường cho mày hết một hộp bánh đậu xanh luôn cho mày thử hết tối hôm nay và sáng ngày mai luôn. Ok không? Chung là của mày tắt. Của mày tắt xăng kia là của mày tắt. Rồi mày bỏ ở đây cho cô lẹ thử thức sao cho bạn. Nói chung thì bây giờ cho mình rằng lẹ xin phép các bạn để gác lại cái máy quay phim cho hai anh em mình xử thịt sườn gà bạch tuộc này nốt một cái nha bạn. Rồi anh em mình sẽ chia sẻ tiếp cho tất cả bạn cùng xem nha. Chứ giấc này mà nghĩ sao mà trước mặt anh em mình có nguyên một cái dĩ sườn nướng bạch tuộc nướng thơm lừng vậy mà mình còn ăn mình nó kỳ quá. Có cho lẹ vô ăn chúng mình tại hai anh em mình cùng chung một chiến tuyến.
còn hai người anh em bên kia thì ăn cua kinh gáp nước bạn nha bạn. Cua kinh gáp bắt chiếc kênh đó rồi gáp lại là cua kinh gáp. Hai anh em nó đang ăn cua kinh gáp rồi đó. Bên đây thì mình sẽ ăn nhẹ nhẹ thôi, ăn sườn nướng và bạch tuộc nướng thôi. Nói chung thì anh em mình xin phép được khép lại chút xíu nha, cho hai anh em mình cùng nhau ăn cái, gọi anh em mình sẽ chia sẻ tiếp cho tất cả bạn cùng xem. Các bạn đừng dừng màn hình và đừng chỉ kênh, anh em mình sẽ quay lại ngay nha bạn. Anh em mình nướng nha bạn. Nướng cua. Cái này là nướng cái bông hoa. Nướng cua trước đi. Nướng cua nha. Hãy cua cua anh em mình cho nó lên thiên đàng hết rồi. Nãy giờ anh em mình để lửa là ổng mà ổng bên bển nằm vô cũng không sao đâu, chạy nằm nha bạn. Thức chưa mấy anh trai? Đồ ăn xong ngủ luôn trời. Ê! Giờ này cũng 10 giờ mấy rồi bạn. Ông còn thiếu ăn quệ của tôi nha. Hồi nãy ăn mì. Đó. Chứ nữa nhà giàu còn dướng ăn quệ nữa nha. Ông trả ăn quệ là suốt đời bị dướng nạn nha. Giờ có muối gì ông quát không? Ok, đó đi. Ủa? Vậy đem qua đây. Đem qua đây mới được. Chứ sao? Chinh chinh. Ông không trả tôi không lấy. Mới muốn thiếu ăn quệ nha. Ông lấy đưa mới lấy. Ừ. Trả ăn quệ nha. Trả ăn tình nha. Chơi không thiếu ăn tình nha. Đi. Được nha, muối tiêu luôn. Ông nội ơi. Ủa, muối tiêu mới luôn. Ồ. Chưa khui luôn nha. Được. Luôn á. Được. Ok, cảm ơn. Phải cho ăn cua được rồi. Rồi ai cho? Ai cho? Quầy nha. À, quầy ơi. Còn thiếu ăn tình này là đưa cái xúc xích ra đó. Một con là 5 cây xúc xích đó. Cái gì mà nhiều dữ anh trai. Chứ sao? Bộ anh tưởng là tin cách thiệt cái gì ông nội. Còn gì nữa? Mấy con Mỹ nó tưởng đâu là Mỹ gì mà đâu. Ồ, cua ngon quá. Mới để nhỏ chơi này nè. Đâu đại đâu trời. Cua đồng á trời. Đây, anh em giờ mình nướng chả hấp luôn nha bạn. Bông. 5 cái bông. Ngủ bông. Mai. Chả hấp bông mai nha bạn. Đây, giờ này mình chả hấp xong khói nha. Trời ơi, ăn vô đây đã no rồi. Quất thêm vô đây nữa trời ngủ một giấc tới sáng luôn. Cua nè bạn. Đây là cua. Cua gần chín chưa? Cua nè. Đây nè, tôi gấp hồi nãy hai con rồi nè. Hai con chín rồi đó. Nè, cua chín rồi nè. Cua này nè. Trong đây nè, trong đây nè. Ăn cua đó đó. Cua này phải không? Ừ. Ok. Hai cái đồ đũa này giết chồng cũng chết. Cá hấp nè, cá hấp xông khói. Cá xông khói. Xong anh em mình sẽ đãi nha các bạn nha các bạn. Đó, anh em mình nướng xong rồi các bạn. Ừ, được cái chai nữa nè, chai muối tiêu nè. Ồ. Nhìn cũng đẹp lắm mắt đó nha các bạn. Đó, đã không? Ồ, các bạn thấy đẹp ghê không? Ồ, ôm la chi bồ. Cái đó là cua đang nướng nha các bạn. Cái tay nghề như cái giống gì vậy? Kia là mình nướng siêu đẹp luôn nha các bạn. Em quay phim nướng đẹp ghê không? Đúng là có qua tay có khác. Còn mấy cái thằng là trời. Dạ. Chém muối tiêu đi, chém muối tiêu ra cho tụi tao chú đi. Nên đồng nhân ngồi. Chưa tháo rồi luôn. Thịt từ từ mới mà nãy tôi mới nói mà. Ồ. Hồi nãy phải biết cho ăn thêm nhiều mì mì xíu xíu được rồi. Lấy gì nữa? Lấy hả? Không còn gì lấy đó. Đây đi đây đó. Ăn gì trước ta? Cua đi ha. Ăn cũng được. Đi cua đi. Tách cua ra nha bạn. Ngon lắm chứ. Tôi chui rồi nè. Học cái nửa con này. Mấy cái que nhỏ quá mình xin được phép không ăn. Đứng bên đi, chút xíu rồi có đói rồi lụm tiếp. Thấy không? Cũng ngon lắm chứ bộ. Giỡn hả? Chấm chấm vô. Cảm ơn. Mời tất cả bạn nha. Hồi nãy đây mình cuốn bằng bà hết rồi. Luôn nha bạn. Ngon luôn. Ngon luôn. Mà mới liêu mặn quá. Không chấm nhiều được. Được rồi bạn. Mình có cái chanh nặng vô nó ngon luôn. Ê trời ơi. Ngon liêu rồi. Ngon quá. Được rồi bạn. Rồi bạn còn cái gì? Ủa á. Ủa bơ hả? Ăn nè, cuốn này nè. Cuốn này nè. Cái đen ếp xịu quá. Mà đen dữ hả? Ôi. Ăn sữa kìa không? Sữa lột. Không có lột, ổ sữa nha bạn. Ui. Trúng bánh nè bạn ơi. Trúng bánh. Đồng cũng có nước cái tay nè, hơn giờ nha bạn.
Kể biết sao vậy? Trời ơi, cua sữa đàng hoàng nha bạn. Sữa nha. Lọc sữa không. Đây. Trời ơi, sữa nha. Sữa. Sữa nhà, sữa cửa, sữa xe ông đa. Bên trong có sữa. À không có sữa nha, có sữa chết liền luôn á. Mở bạn nha. Ngọt lắm luôn. Trời ơi, không có gì luôn á. Ngon. Cua sữa. Được nha bạn. Ngon ha. Sữa. Nha, vậy có ăn chi? Ai đâu ăn ba cái gì? Thịt heo nướng hả? Thịt heo nướng. Mực, không có ăn chi. Hôm nay mình ăn cua này có canh chi. Ngon chưa? Ngon chưa? Ngon mày đi. Đó, cái này đẹp đó. Dung thịt cái bông hoa rồi. Đó. Chắc cái xe rồi. Xe ạ. Ủa, chả hấp nha bạn. Chả cá hấp nha. Ủa, nhìn cũng ngon quá chứ. Chả cá hấp nướng. Chả muối tiêu. Mời tất cả bạn nha. Ngon. Khó lắm quý vị. Thôi, hôm nay mình ăn nội. Mấy cái này không mà cũng no rồi nữa. Trời ơi, ăn nội ba. Nắm bông mai thôi rồi. Nắm cái gì hả? Mời tất cả bạn nha. Thơm lắm luôn. Hôm kia làm gì ăn được mấy món ngon như mình. Đúng rồi. Đúng không? Mình là nướng dân giả. Dân giả dân mọi. Đó anh em mình làm xong. Mình mấy giờ hay ăn chút xíu đi cửa. Giữa xong mình ngủ nha bạn. Ngủ nha bạn. Chỗ này ấm êm lắm nha. Mình cũng kính cáo nha bạn. Thôi là nguyên này ngày nay không có mưa nha bạn. Không có mưa, có mưa cũng không sao. Nếu mưa lớn mới sợ chứ mưa nhỏ nhỏ cũng không sao đâu. Đúng rồi. Bay cái trà này lắm thôi. Có hai thằng làm với Dũng không á? Các bạn nhớ ủng hộ anh em mình nha. Để anh em mình giàu. Giờ giàu thiếu mình được. Sao năm nay nó không có giống gì á? Hình như năm tuổi tôi nó xui dữ lắm bây giờ. Ông xui cái hay tôi chi ạ? À biết không? Ba kêu đi chung quậy kia. Mốt mà nổi vậy nha. Mốt không ngồi sao quên ông nữa nha. Chê gì có thắc ý chê. Đủ. Hay tôi đem đều diễn bó tạ à. Ngon lắm à. Ngon ghê luôn á. Ăn cái đi, ăn hết đó đi. Hết này ha. Ừ, ăn hết đó đi. Đó hồi mình xin ăn chung mình luôn nha bạn. Ăn cái này cái mời các bạn đó. Cái này mình rửa tay rửa chân đi vô ngủ mới được. Ngon. À không ngán à. À, ăn có cái mà họ hộp hộp gì đó. Xương okay. Đó gì đó. Tiêu. Tiêu hả? Tao đoán là vậy á, tôi có biết đâu. Không, ngó. Anh làm bữa nay không thất thu rồi. No mà. Ngon. Nhìn thấy vậy cho anh ăn ngon lắm mà. Hồi sáng đi vòng vòng. Các bạn biết anh em mình kiếm cái gì không? Chuối. Tinh bẻ mấy trái chuối gì vô nướng. Có cuộc có cua rồi. Chuối làm gì? Đúng không? Vậy. Thì nước nè. Nước không? Này mình còn xíu nước nha bạn. À, uống nước tiết kiệm để sống tới sáng nha bạn. Bạn miếng nha bạn. Thôi mình còn xài sáng rồi mình chưa ăn. Dạ anh em mình vòng vòng đây nhóc luôn. Cây nhóc luôn trần. Mà sáng tính ăn gốc buộc đi. Xài đó nha bạn. Ủa, xài nhóc luôn nhé. Có 2-3 trái đó nha bạn. Mình vòng mấy ốc luôn á. Ây da. Anh em mình khép máy quay chút xíu để cho quay phim nó ăn chung với mình nha bạn. Ăn xong rồi đi ngủ luôn. Ăn xong rồi rửa tay với chồng đi ngủ luôn. Các bạn ơi, anh em mình nãy giờ cái ngủ mình á, sao trong đây nó hầm quá bạn, mồ hôi ra nè. Tức nghiệp luôn. Hay gì thôi anh em mình ngồi vậy kiếm gì nhét cho cái bụng nữa bạn. Chứ sáng giờ anh em mình không có ăn cơm cái bụng nó cồn cào rồi. Đậu xanh cũng vậy chứ mình đang ngủ ngon ngon dắt thật hoành tráng một hai giờ thức dậy để ăn ăn cái đẹp gái vậy mà không mà thánh ăn hay gì ăn ít xịu vậy đại ca. Tôi giờ cũng vậy. Chị ăn gì đâu. Giờ thủ đi. Giờ thủ hả? Hết thôi ông nội giá đù vậy. Giờ ăn thôi chứ. Cái này mình đâu có thay đâu mà nướng, cái này mất nướng lên mới được. Dạ, ăn chút đi. Chút đi. Ừ, cái này mà còn kêu ăn uống nữa thiệt tình chứ mày đúng là tâm hồn ăn uống thiệt chứ. Thấy không, gần hay gần bén ghê không? Cắn cái bụp đất đứt liền. Ngủ ngon ngon luôn mà còn tâm hồn ăn uống nữa. Mời tất cả bạn nha.
Thôi làm sao. Ngon không? Ngon. Ông cũng làm cây đi không sao? Hai đứa đi, hồi tan sao? Hai bạn mình ngủ mất tiêu rồi ta. Rồi tôi ra tôi cạp cái bình lên cho nó sáng lên trời. Ok. Rồi tôi thu lụm. Sáng lên trời. Yeah, thật sự là nực lắm luôn nha các bạn. Nằm ở trong cái liều này nó nực như là lửa đốt vậy. Anh em mình nụ ngủ trần trụ vậy luôn đó các bạn thấy không. Cái cửa sổ kia anh em mình ở tắt quát. Cái cửa sổ đây anh em mở tắt quát luôn mà nực chịu không nổi luôn á. Hầm dữ lắm, hầm luôn. Thôi các em à. Tại vì xung quanh đây gió nó không lọt vô được hay sao mà nó hầm dữ lắm, hầm luôn, tới hầm luôn á. Chịu không nổi luôn á. Quá đã thiệt chứ. Không lẽ giờ mà nằm trần trụi ngoài đây ngủ luôn chứ khỏi vô liều chứ thật sự là chịu không nấu luôn được. Trần trụi giữa thì thiên nhiên không? Trụi giữa thiên nhiên quan giả luôn chứ. Ăn xúc xích thấy ngon miệng cho ta. Đâu mà đưa tăng cây tao quất á. Ăn cái cây đi. Làm ăn cây xúc xích nha bạn. Đây mời tất cả các bạn ăn xúc xích giữa khuya với anh em mình nha. Giờ này khuya lơ khuya lắc còn bán lá cắt luôn mà cái này nó còn ăn xúc xích được nữa. Tới một chuyện thật cơ. Chắc mình thích đấy, mà thèm nhất ăn xúc xích phải không? Vâng, em xin. Đây, mời tất cả bạn ăn xúc xích với mình nha. Quá đã không? Cầm cái quá đã luôn. Còn lo ngọt luôn hả? Ngủ đi. Sử dụng đi. Quá êm. Đây, mời các bạn uống cái nữa hết luôn các bạn. Cái xúc xích mình cắn 3 cái cũng hết rồi. Chứ anh chưa anh em mình uống cũng mới chơi nước luôn bạn ơi. Anh uống. Bây giờ anh em uống chơi nước rồi. Bình nước của anh em mà nó khô queo 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 ngã lại luôn rồi. Giờ còn sữa không bạn? Còn sữa dưới này không mà. Thôi. Để anh khui cho mời các bạn nha. Bánh mì nãy anh em mình ăn một bịch còn lại được 4 miếng. Ngon như trời. Mời tất cả bạn nha. Đồ chúng ta bò cua là phải gắt hay gì trời. Ngon sát thẳng phải không? Khè vậy anh trai. Thôi mày ăn mày uống đi mày. Để tao qua tao qua coi hai anh đại tao quánh sao rồi. Đồ đốt đúng ông mũi luôn trời. Quá dữ. Đồ ngủ queo queo luôn. Không có lý gì trời. Ủa hai hai anh này nằm đây bụ mát cái gì mà nô. Nằm ngủ queo queo luôn bạn. Không trên cả thiệt vậy trời. Đây nó đốt cái đống ung đây nha bạn. Tại vì hai nó ngủ chằn chụi ngoài đây. Nên cho dù không có mũi đi nữa thì cũng phải có cái đống ung nha bạn. Để nó xua đi những con vật khó tính nha. Đây hai nó ngủ queo queo nha bạn. Còn đống ung thì vẫn khối lên nghi ngút. Quá dữ. Để cho hai em mình nó ngủ nha bạn. Mình cũng rút về đến đây để làm bánh dắt về nhà nha bạn. Sao anh trai ngủ được chưa anh trai? Chưa ông, mình nửa lần rồi. Ngủ được chưa? Được rồi. Cạn lâu dưới rồi ngủ. Thôi giờ anh em mình ngủ nha bạn. Hai mắt mày mở ra tao coi coi. Thôi giống quỷ gì trời, không có miếng đổ ghét hả? Thôi anh em mình xin chào tất cả các bạn nha. Chúc cho tất cả các bạn có một đêm ngon giấc bên gia đình và người thân yêu của tất cả các bạn nha. Thôi chúc tất cả các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào sáng ngày mai nha. Cho dù giấc này có nực cái nào nực đi nữa, anh em mình cũng phải gắn thịnh một giấc cho ngon ngon nha bạn. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn thân yêu anh em mình buổi sáng nha các bạn. Sau đây rồi nha. Sau đây rồi. Qua đây đang trải nghiệm được cái ngôi nhà mà nó mát như máy lạnh của tụi bạn. Đi đi vậy bạn. Bạn nằm trong cái bít bụng nó hết. Công thức 18 mà lực kia. Ở đây nó mát. Mát ha, mát hơn cái liều hầm ít sệt ở đó quy đêm hôm ngủ không được luôn các bạn, hầm dễ tiền luôn. Đóng cái cửa của cái liều là một cái với lò than không bao giờ đóng được. Bởi anh em mở tức quá. Không còn nào mà dám xả miệng luôn. Đi bết đi. Dạ. Đi bết. Này về nhà luôn chứ về bển chi nó thấy thèm không biết gì bển nè. Rồi nói chung thì clip thử thách giàu nghèo của anh em mình sẽ kết thúc tại đây nha bạn.
anh em mình sáng tính ăn sáng xong mới về mà cái miệng nào nó quắc ăn gì tuyệt ghê vậy, chưa sức miệng không ngọt ăn như chắc é luôn á. Thôi nói chung thì anh em mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Nếu tất cả các bạn có thích clip thử thách giàu nghèo thế này thì các bạn hãy chung tay nhấn like clip để giúp anh em mình có thể đạt được 50.000 lượt like để anh em mình có thể tổ chức thêm một lần cắm trại với số tiền lên là 2 triệu đồng và 200k nha bạn. Nhớ like nhiều nhiều cho mình được cái nghèo nữa nha bạn. Đúng. Nghèo hái tàn, nghèo hái nghèo. Ôi nghèo ăn được tôm cua Alaska. Các bạn hãy hãy like. Bắc Kinh. Các bạn hãy like cho anh em mình có thể đạt được 50.000 like nha bạn để cho cô này nó sẽ nghèo nữa nha bạn. Thôi bỏ đi. Nói giỡn không có thiệt nha. Giỡn gì giỡn, chơi không có giỡn nha, chơi phải chơi thiệt. Thôi anh em mình sẽ chúc cho tất cả các bạn có một buổi sáng thật là tốt lành nha. Anh em mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ clip chúng mình và bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em mình có thật nhiều động lực và thật nhiều sức khỏe để tạo những clip tiếp theo nha. Ông đâu có cái gì các bạn nha. Bye bye. Bye.